Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 3. Ngư Ấu Vi nhíu mày, anh có ý gì? Nhà họ Triệu là tầng lớp trí thức, làm việc theo lẽ công bằng liêm chính, giờ anh diệt nhà họ Triệu, lý do là gì? Nhà họ Triệu làm việc công bằng liêm chính, ha ha ha. Diệp Bắc Minh như nghe thấy câu chuyện cười thú vị nhất đời này vậy, 5 năm trước, ba người nhà họ Diệp của tôi, có bố tôi, mẹ tôi và anh trai tôi, toàn bộ đều bị người của vua Giang Nam đột nhập sát hại. Nhà họ Triệu dẫn theo võ giả đuổi giết tôi suốt 3 tháng, tôi rơi vào cảnh đường cùng, không cách xoay sở. Cô lại nói nhà họ Triệu làm việc công bằng liêm chính. Chẳng phải Long Tổ các người chuyên bảo vệ dân thường, giúp họ không bị võ giả làm hại sao? Khi nhà họ Diệp gặp họa, Long Tổ các người ở đâu, nét mặt Diệp Bắc Minh trở nên châm chọc. Trong lòng anh vẫn luôn tích tụ lửa giận hừng hực. Bố mẹ và anh trai của anh chết như con kiến hôi vậy. Không hề tạo ra một chút gợn sóng nào. Bây giờ anh quay về báo thù lại bị coi là phần tử nguy hiểm. Ngư Ấu Vi tỏ ra khiếp sợ, cái gì? Còn có chuyện như thế sao? Ha ha ha, vua Giang Nam một tay che trời, chẳng lẽ cô định bảo là Long Tổ các người không hề hay biết? Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Ngư Ấu Vi có chút chần chừ nhìn anh. Các nơi đều có quan tổng đốc cai quản, Giang Nam chắc là phạm vi lãnh thổ của chiến thần Lăng Phong quản lý. Long Tổ chúng tôi thật sự chưa hề nghe nói chuyện này. Theo tôi về Long Tổ, báo cáo chuyện này cho sếp của tôi. Chúng tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ xấu nào, cũng sẽ không vụ oan cho người tốt. Vẻ mặt Ngư Ấu Vi nghiêm túc, nếu những gì anh nói đều là thật, vậy chiến thần Lăng Phong đã có hiểm nghi lừa trên gạt dưới. Bởi vì, thảm án 5 năm trước mà anh nhắc tới, Long Tổ hoàn toàn không nghe được chút phong thanh nào. Nếu vua Giang Nam hoặc chiến thần Lăng Phong lấy thúng úp voi, biến chuyện này thành vụ án bình thường, Long Tổ không thể biết để xử lý. Long Tổ không sợ chiến thần Lăng Phong, sẽ lấy lại công bằng cho anh, Ngư Ấu Vi nói. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Ngư Ấu Vi nói có lý. Nhưng anh không tin. Thấy Diệp Bắc Minh do dự, Ngư Ấu Vi còn nói thêm, Diệp Bắc Minh, chẳng lẽ anh không muốn gột sạch oan khuất cho bố mẹ mình à? Dù anh giết nhiều người hơn, dù anh báo thù được cho bố mẹ, người đời cũng đâu biết là anh đang báo thù. Mọi người sẽ chỉ cho rằng anh là kẻ sát nhân. Nếu lời anh nói là thật, tôi có thể giúp anh. Tôi lập tức về điều tra, hơn nữa sẽ báo cáo chuyện này lên trên. Diệp Bắc Minh cười lạnh, vì sao tôi phải tin tưởng cô? Ngư Ấu Vi tôi ghét ác như kẻ thù, nếu chiến thần Lăng Phong và vua Giang Nam thật sự cấu kết nhau gây án, sát hại người thường thì dù có là chiến thần, chúng tôi cũng sẽ xử lý, Ngư Ấu Vi tỏ ra hiên ngang lẫm liệt. Diệp Bắc Minh có chút sửng sốt. Cô gái này có bị khờ không vậy? Chỉ dựa vào thân phận nữ binh vương nhỏ bé của Long Tổ mà đòi làm dao động địa vị của chiến thần Lăng Phong. Quá khờ khạo. Đúng là quá ngây thơ. Khờ khạo tới mức, có chút đáng yêu, đây là binh vương của Long Tổ, sao lại suy nghĩ non nớt đơn giản đến vậy? Diệp Bắc Minh thà tin tưởng rằng mấy ông lớn kia bao che lẫn nhau chứ không hề tin là Ngư Ấu Vi có thể đi điều tra chiến thần Lăng Phong vì bố mẹ của anh. Tôi xin thề. Ngư Ấu Vi đột nhiên giơ một tay lên. Vừa giơ tay lên thì miệng vết thương trên vai bỗng truyền tới cơn đau nhói. Diệp Bắc Minh đi tới, lấy ra 3 kim bạc, đâm vào bả vai Ngư Ấu Vi. Kim bạc đâm vào trong thịt, thoáng chốc đã biến mất. Máu trên vai Ngư Ấu Vi ngừng chảy. Cũng không còn đau nữa. Cô ta có chút bất ngờ nhìn Diệp Bắc Minh, vì sao anh lại giúp tôi? Không phải là giúp cô đâu, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Trong mắt lập lòe ánh sáng. Anh cũng muốn lấy lại công bằng cho bố mẹ và anh trai, tuyệt đối không thể để họ chết một cách không rõ ràng như vậy. Dù bố mẹ và anh trai đã mất, anh cũng phải lấy lại công bằng, giải oan cho họ. Diệp Bắc Minh cảm thấy mình chẳng những phải báo thù. Anh còn phải đưa tất thảy chân tướng ra ánh sáng. Tôi chỉ đang giúp chính mình. Giúp chính mình, Ngư Ấu Vi có chút khó hiểu. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta. Ba cây kim bậc này cầm máu cho cô nhưng nó cũng chui vào trong máu của cô, lưu động theo mạch máu. Từ giờ, cô có thể rời đi, cô là người bên chính phủ, lại là nhân viên Long Tổ, nhất định có thể điều tra ra được nguyên nhân tử vong của bố mẹ tôi. Việc truy tra hung thủ này, cô chắc chắn thành thạo hơn tôi. Chỉ cần cô có thể cho tôi đáp án trong một tuần thì tôi sẽ cứu cô. Nếu không nghe lời, ba cây kim bạc này sẽ theo máu, ở lại trong trái tim cô.
Mỗi một lần trái tim đập, cô sẽ bị kim đâm một lần, cuối cùng sẽ đau đớn đến chết. Diệp Bắc Minh như thể đang nói một việc vô nghĩa vậy, đừng hy vọng vào việc tìm bác sĩ giải phẫu, trừ tôi, trên đời này không còn ai cứu được cô đâu. Gương mắt Ngư Ấu Vi tái mét, anh, quá độc ác. Ha ha, không độc ác thì sao làm trượng phu, làm sao tôi có thể đảm bảo cô không gạt mình, Diệp Bắc Minh cười lạnh. 5 năm trước, trong lúc chạy trốn, anh từng bị một đôi vợ chồng nông dân thật thà chất phác lừa gạt. Vốn dĩ anh có thể chạy thoát được sự đuổi giết của Triệu Nhị Thần. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị một cặp vợ chồng nông dân trông bề ngoài hiền lành bán đứng. Lần này trở về, Diệp Bắc Minh sẽ không tiếp tục tin tưởng người lạ nữa. Được. Ngư Ấu Vi cắn răng, trong một tuần, tôi sẽ tra ra chân tướng cho anh. Sau khi nói xong, cô ta nhanh chóng rời khỏi đó, biến mất vào màn đêm. Diệp Bắc Minh sờ mũi, nhìn theo bóng Ngư Ấu Vi rời đi, đột nhiên nở nụ cười, đúng là một cô gái thú vị. Mong là cô ta có thể mang về cho mình vài manh mối. Khi Diệp Bắc Minh quay lại khu nhà của Hạ Nhược Tuyết. Nơi này đã giăng dây khắp trốn, nơi nào cũng có cảnh sát. Điều làm Diệp Bắc Minh bất ngờ là Vương Kiêm Hà cũng có mặt trong đám đông. Rất nhiều người trong khu bị đánh thức, nửa đêm xuống hóng hớt, bu đầy bên dây cảnh báo. 5 thi thể võ giả bị đắp vải trắng, bị người ta đang chụp hình. Đây lại là 5 tội phạm cấp A bị truy nã, Vương Kiêm Hà đang gọi điện. Để tránh phiền phức không đáng có, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi nơi đó. Anh đi theo hướng khác, thi triển võ thuật tiến vào phòng khách chỗ trọ của Hạ Nhược Tuyết. Á! Vừa vào phòng khách, anh đã nghe tiếng hét kinh hãi. Diệp Bắc Minh quay đầu nhìn thì thấy Tôn Thiến đang mặc đồ ngủ, ly tay rơi trên đất, vỡ nát bấy. Ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, cũng chiếu xuyên qua bộ đồ ngủ của Tôn Thiến. Bên trong bị nhìn thấy hết không sót gì. Là tôi, Diệp Bắc Minh lên tiếng. Tôn Thiến giật mình, vỗ ngực. Dường như chưa nhận ra là mình bị nhìn sạch cả cơ thể rồi, hóa ra là anh, tôi còn tưởng trộm, bên ngoài xảy ra chuyện gì thế? Sao có nhiều cảnh sát vậy? Không biết, Diệp Bắc Minh lắc đầu, xoay thân tiến vào phòng Hạ Nhược Tuyết. Tôn Thiến đột nhiên cười gọi lại Diệp Bắc Minh, này! Sao? Diệp Bắc Minh quay đầu. Tôn Thiến cười, hai người, rốt cuộc đã gì kia chưa? Có làm chuyện đó chưa? Chuyện nào? Diệp Bắc Minh khó hiểu. Tôn Thiến tỏ vẻ hiểu biết, chậc chậc chậc, còn giả ngu à. 5 năm không gặp nhau, lần đầu gặp lại còn ngủ chung, không phải là củi khô bốc lửa sao? 4 năm đại học, Hạ Nhược Tuyết cũng chẳng quen ai mà. Củi khô bốc lửa, nắng hạn gặp mưa rào, hiển nhiên là sẽ chiến đấu kịch liệt nhỉ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người ta là con gái nhà lành. Anh đừng có kiểu mặc quần xong là rũ bỏ trách nhiệm nhé. Khụ khụ. Diệp Bắc Minh nghe hiểu thì suýt lảo đảo. Cô đừng nói lung tung. Anh vội đẩy ra cửa phòng Hạ Nhược Tuyết, tiến vào. Thực lực võ đạo của Diệp Bắc Minh có thể lập tức giết tông sư võ đạo nhưng chuyện tình cảm thì chẳng khác nào tờ giấy trắng. Tuổi anh còn trẻ, thanh niên nhiệt huyết hừng hực, Tôn Thiến nói vậy thì sao anh chịu nổi. Vừa vào phòng, Diệp Bắc Minh đúng lúc thấy Hạ Nhược Tuyết đang nằm ngửa. Tay chân dang rộng, ánh trăng chiếu trên da thịt cô ấy. Đồi núi cao ngất, đùi đẹp thon thả. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh dâng lên ngọn lửa. Hay! Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, thế này chẳng phải đang dụ người ta phạm tội à? Diệp Bắc Minh đi tới trước cửa sổ, cúi đầu nhìn Hạ Nhược Tuyết. Cô gái nằm đó, dáng người, da thịt, gương mặt. Tất cả đều có thể khen là hoàn mỹ. Diệp Bắc Minh, đừng đi được không? Trong lúc ngủ mơ, Hạ Nhược Tuyết nói mớ một câu. Diệp Bắc Minh sờ mũi, chẳng lẽ mình lại sắp có thêm một món nợ tình à? Sáng hôm sau, Diệp Bắc Minh vừa rửa mặt xong, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ. Tôn Thiến đi mở cửa thì thấy một đám cảnh sát xông vào, người đi đầu là Vương Kiêm Hà. Cô tên Tôn Thiến phải không? Đêm qua có nghe thấy âm thanh gì không? Tư thế Vương Kiêm Hà vội vàng, cô ta ưỡn ngực tiến vào. Một cảnh sát khác cũng ở trong phòng khách tìm kiếm kiếm manh mối có giá trị. Tối qua hả, không có Tôn Thiến lắc đầu. Lúc này, Diệp Bắc Minh bước ra khỏi phòng Hạ Nhược Tuyết, Hạ Nhược Tuyết cũng theo phía sau. Vương Kiêm Hà nhíu mày, hai người ngủ chung tối qua hả? Cô ta biết Diệp Bắc Minh này, anh và chị họ Vương Như Yên của cô ta có quan hệ không bình thường.
Vương Kiêm Hà đoán Diệp Bắc Minh có thể là bạn trai Vương Như Yên. Nếu Diệp Bắc Minh đã có Vương Như Yên mà lại quan hệ với cô gái khác, còn ngủ chung cả đêm. Trai đơn gái chiếc ngủ chung một phòng. Chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó. Ngược lại, Diệp Bắc Minh còn tỏ ra không thèm để bụng, hờ hững nói, cô cảnh sát, chuyện đó liên quan tới việc cô tra án à? Vương Kiêm Hà có chút tức giận, cô ta hoàn toàn không ưa loại cặn bã như Diệp Bắc Minh, tôi biết anh là ai, anh tên Diệp Bắc Minh phải không? Tôi đã biết chuyện vua Giang Nam. Vương Như Yên giúp anh giết vua Giang Nam mà anh còn đối xử với người ta như vậy. Tôi đối với cô ấy thế nào, Diệp Bắc Minh có chút khó hiểu. Ha ha, gã đàn ông khốn kiếp đúng là loại chẳng ra gì, Vương Kiêm Hà cười lạnh một tiếng rồi nhìn Diệp Bắc Minh, ra lệnh, chuyện của vua Giang Nam, tôi không xen vào, cũng không biết ra thế anh thế nào nhưng tối qua trong khu này có 5 người chết, trong camera theo dõi đã quay được một bóng người giống anh ra tay. Hiện tại anh có quyền giữ im lặng nhưng những gì anh nói sau đó đều là bằng chứng trước tòa. Vương Kiêm Hà chỉ vào Diệp Bắc Minh, bắt lại, dẫn đi. Một đám cảnh sát lập tức bao vây. Có người lấy ra còng tay bằng bạc. Dừng tay. Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng nói, một cô gái xinh đẹp mang theo khí thế tiến vào. Diệp Bắc Minh nhướng mày, sao cô ta lại tới đây? Người tới đúng là Hàn Nguyệt. Theo sau cô ta là mấy người đàn ông nội kình hùng hậu. Tông sư võ đạo. Có 3 tông sư đi theo bảo vệ, không hổ là người của nhà họ Hàn Trung Hải. Cô ta tốn thời gian cả đêm, cuối cùng cũng tra ra được Diệp Bắc Minh đã đến Kim Lăng. Vì vậy lập tức di chuyển tới đây, dùng hết mọi cách tìm được nơi ở của Diệp Bắc Minh. Sáng sớm đã vội chạy tới. Cô là ai? Vương Kiêm Hà nhìn Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt bình tĩnh nói, cô không cần biết tôi là ai. Chỉ cần biết người này được tôi bảo vệ. Từ giờ, cô không thể dẫn anh ta đi đâu cả. Ha ha, muốn gây trở ngại cảnh sát làm việc à, Vương Kiêm Hà cười lạnh. Hàn Nguyệt cũng không muốn nói nhảm với đối phương, cô ta lấy điện thoại ra gọi vào một số, alo, Bộ trưởng Lưu, tôi có một người bạn bị người của ông bắt nhầm. Hiện tại họ đang muốn dẫn người bạn của tôi đi, ông nể mặt tôi bảo họ rời đi trước. Số hiệu của cô ta là JL5568937. Hàn Nguyệt liếc nhìn số hiệu trên ngực Vương Kiêm Hà rồi gật đầu, được, tôi chờ ông 2 phút. Bộ trưởng Lưu. Vương Kiêm Hà thay đổi biểu cảm. Chẳng lẽ cô gái trước mặt gọi điện cho sếp của mình? Hàn Nguyệt vừa cúp điện thoại, không tới 1 phút sau, điện thoại của Vương Kiêm Hà vang lên. Alo, Bộ trưởng Lưu, Vương Kiêm Hà hoảng hốt. Bởi vì điện thoại đổ chuông không phải là điện thoại cá nhân mà là số đường dây phía chính phủ của cảnh sát. Bên trên hiện lên số của cảnh sát JL00000001. Đây là số điện thoại của người nắm quyền lực tối cao trong bộ cảnh sát Kim Lăng. Có thể gọi cho bất cứ cảnh sát nào. Cái gì? Tại sao chứ? Tôi đang hoài nghi tên Diệp Bắc Minh này có liên quan tới 5 tội phạm truy nã cấp A đã chết tối qua, muốn dẫn về cục điều tra, sắc mặt Vương Kiêm Hà trầm xuống. Bộ trưởng Lưu, Vương Kiêm Hà, cô cũng là người của thế gia họ Vương, phải biết là áp lực tôi gánh không nhỏ. Bây giờ cô không mang được người này đi đâu, cần gì cố chấp thế? Vương Kiêm Hà tức giận, Bộ trưởng Lưu, ông làm việc trái pháp luật thế à? Cô, Bộ trưởng Lưu cũng giận dữ, Vương Kiêm Hà là người thế gia, ông ta không thể quá nặng lời. Chỉ có thể khuyên nhủ, Vương Kiêm Hà, cô nể mặt tôi một chút đi, được không? Chuyện này. Trở về tôi giải thích cho cô nghe, bằng không tôi chỉ có thể đình chỉ chức vụ của cô. Ân Uy cùng thực hiện. Biểu cảm Vương Kiêm Hà thay đổi không ngừng, cuối cùng chọn thỏa hiệp. Cô ta trừng Diệp Bắc Minh, lần sau đừng rơi vào tay tôi đây, anh không có cơ hội thứ hai đâu. Thu đổi. Cô ta dậm chân, dẫn cấp dưới rời đi. Hàn Nguyệt nhìn Diệp Bắc Minh, cười nói, thần y Diệp, hôm qua ở Giang Nam là do tôi không đúng, tôi xin lỗi anh. Thần y Diệp, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến kinh ngạc nhìn nhau. Diệp Bắc Minh khoanh tay thản nhiên nói, cô tới làm chi? Thần y, bệnh tình của ông nội tôi đúng như lời anh nói, Hàn Nguyệt lên tiếng, thần y như Diệp Bắc Minh, cô ta không dám đắc tội. Dù là gia thế, dù là thực lực đại tông sư đứng đầu, trước mặt thần y như Diệp Bắc Minh, ai cũng sẽ cung kính. Họ có thể không tôn trọng quyền quý, không tôn trọng nhà giàu cũng như quân đội. Chỉ không được bất kính với thần y như Diệp Bắc Minh. Chẳng ai có thể đảm bảo mình không bị bệnh trong suốt cuộc đời.
chỉ cần bị bệnh thì sẽ có ngày cầu xin bác sĩ thôi. Diệp Bắc Minh nhìn thoáng qua đã biết bệnh của ông nội cô ta, còn nói rằng có thể làm cho ông nội bị tê liệt 5 năm đứng lên. Hàn Nguyệt cũng tận mắt chứng kiến nên vô cùng tin tưởng y thuật của Diệp Bắc Minh. Bằng không cô ta sẽ không đích thân tới tìm. Ồ, Diệp Bắc Minh tùy ý gật đầu. Thái độ này của Diệp Bắc Minh chẳng những không khiến Hàn Nguyệt tức giận mà cô ta càng thêm kính sợ. Người có năng lực, làm giá chút thì đã sao? Chỉ cần đối phương không đuổi mình đi, Hàn Nguyệt vẫn có cơ hội thuyết phục đối phương. Thần y Diệp, tôi chân thành mời anh tới Trung Hải chữa bệnh cho ông nội tôi, Hàn Nguyệt chân thành cười nói. Diệp Bắc Minh từ chối, không có hứng. Cô mời tôi là tôi phải đi sao? Cô nghĩ tôi là ai? Hàn Nguyệt cũng không giận, dường như cũng đã đoán được Diệp Bắc Minh sẽ từ chối, vẻ mặt vẫn rất tự tin, bình thản nói, thần y Diệp, mong anh xem những tài liệu này trước đã, sau đó quyết định cũng không muộn. Hôm qua, tôi đã biết thân phận của thần y, chuyện xảy ra ở Giang Nam đúng là làm người ta kinh hoàng. Vậy nên tôi đã vận dụng quan hệ của nhà họ Hàn điều tra được vài việc xảy ra vào 5 năm trước. Toàn bộ đều có trong tập hồ sơ này. Hàn Nguyệt nói xong thì thư ký nữ kế bên tiến lên, đưa ra một xấp hồ sơ, dùng hai tay dâng cho Diệp Bắc Minh. Chuyện 5 năm trước, ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống. Hàn Nguyệt gật đầu, phải, bao gồm cả chân tướng của nó, thần y nhất định sẽ muốn biết. Diệp Bắc Minh nhìn xấp tài liệu trong tay, đọc kỹ từng vụ án 5 năm trước. Trong tài liệu Hàn Nguyệt đưa cho Diệp Bắc Minh có nội dung nói về một vụ đột nhập cướp của. Hung thủ đã phải đền tội. Dù cho cả Giang Nam đều biết một nhà ba người nhà họ Diệp bị võ giả giết chết. Nhưng trong nơi lưu trữ hồ sơ của Giang Nam, thông tin về bốn người nhà Diệp Bắc Minh đều chết trong tay tên trộm, ít nhất thì trong hồ sơ chính phủ ghi như thế. Đúng, là một nhà bốn người, trừ bố mẹ và anh trai. Thông tin về Diệp Bắc Minh đều được ghi rõ ràng bên trong. Tuổi tử vong ghi là 18. Tôi đã điều tra rõ ràng. Người làm chuyện này đúng là vua Giang Nam và nhà họ Triệu, Hàn Nguyệt chậm rãi nói, nhưng nhà họ Triệu cũng không phải kẻ đứng sau chủ mưu. Triệu nhị thần chỉ là kẻ thu dọn hiện trường, vơ vét chút tài sản của nhà họ Diệp mà thôi, không hơn. Phần tài liệu này do vua Giang Nam cho người tạo ra, điều này tôi tra rõ. Còn về mạng lưới quan hệ thì mặt khác, bên cạnh vua Giang Nam có hai võ giả cấp thiên được cung phục, một người tên là Hồng Thiếu, một người là Hồng Ngũ. Toàn bộ đều chết dưới tay anh. Chúng tôi đã điều tra về vua Giang Nam, ông ta tòng quân 42 năm, không thù hay oán gì với nhà họ Diệp. Ông ta trấn thủ Giang Nam 15 năm cũng chẳng mâu thuẫn gì với nhà họ Diệp. 5 năm trước, nhà họ Diệp chỉ là một gia đình khá giả, không được coi là đại gia nữa, vậy sao lại có ân oán với vua Giang Nam? Nhưng 5 năm trước, vào một ngày, hai người do vua Giang Nam cung phụng đột nhập nhà họ Diệp. Chẳng lẽ chỉ là do họ Diệp xui xẻo? Cũng chỉ là một đêm mà thôi. Nhà họ Hàn nhanh chóng biết chân tướng. Họ có thể nhìn ra chân tướng dựa vào năng lực của mình. Nếu để cho Diệp Bắc Minh đi thăm dò, e là khó biết được chi tiết bên trong. Diệp Bắc Minh lại lật một tờ. Giọng Hàn Nguyệt vẫn bình đạm như nước, tôi phát hiện được ghi chép toàn bộ cuộc trò chuyện của vua Giang Nam trước khi thảm án nhà họ Diệp xảy ra một ngày, một cuộc gọi đặc biệt đã được gọi cho vua Giang Nam. Người đó. Nói tới đây, Hàn Nguyệt ngừng lại. Diệp Bắc Minh cũng đã đọc tới, trên trang giấy kia cho ghi một dấu. Thật to đằng sau thông tin người gọi cho vua Giang Nam. Chiến thần Lăng Phong à, Diệp Bắc Minh híp mắt. Hàn Nguyệt giật mình, cô ta vốn định úp mở một chút chứ không nói hết cho Diệp Bắc Minh biết. Nhưng thật không ngờ Diệp Bắc Minh lại đoán ra. Cô ta chỉ có thể gật đầu, phải, là chiến thần Lăng Phong. Ông ta thật sự có liên quan tới cái chết của bố mẹ tôi sao? Diệp Bắc Minh híp mắt, trong lóe lên tia sáng. Hàn Nguyệt im lặng một lát mới lên tiếng, thần y Diệp, đến đây thì tôi không tra thêm được gì nữa. Một đêm không đủ. Nhưng mà... Cô ta lại tạm ngừng, trong mắt đẹp hiện lên tia kiêu ngạo, nếu anh ra tay cứu ông nội tôi thì không phải nhà họ Hàn không dám tra. Chiến thần Lăng Phong là quan tổng đốc điều hành các tỉnh Đông Nam. Kiểm soát các tỉnh Giang Đông, Giang Nam, Giang Bắc, Kim Lăng, bốn vị vua đều nằm trong vòng quản chế của ông ta. Trong tay nắm 120.000 quân. Nếu là ở cổ đại, như thế đủ để cắm rùi xưng đế rồi. Nhà họ Hàn không sợ chiến thần Lăng Phong, vì căn cơ của họ cũng đáng sợ.
Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Hàn Nguyệt, cô đang muốn giao dịch với tôi à? Tất cả mọi người đều có thứ mình muốn. Không cần, chính tôi sẽ tự tìm chiến thần Lăng Phong, Diệp Bắc Minh lắc đầu. Cái gì? Tự mình đi tìm chiến thần Lăng Phong? Tên này điên rồi sao? Hay là nghé con mới đẻ không sợ cọp? Không biết chiến thần Lăng Phong là kẻ đáng sợ cỡ nào? Đó là đại tông sư duy nhất của các tỉnh Đông Nam. Là hoàng đế duy nhất của các tỉnh Đông Nam. Nếu không phải là Trung Hải đặc thù, nhà họ Hàn có chỗ dựa ở Long Đô, họ cũng không dám điều tra chiến thần Lăng Phong. Dù thực lực Diệp Bắc Minh không yếu, có y thuật khiến người ta kinh ngạc nhưng sao có thể là đối thủ của chiến thần Lăng Phong? Có phải anh ta quá tự tin rồi không? Tuổi còn trẻ, có chút thực lực và y thuật, đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo nhưng như thế ngạo mạn quá mức rồi, Hàn Nguyệt nghĩ trong lòng. Cô ta vừa định lên tiếng. Reng reng reng. Điện thoại của Diệp Bắc Minh vang lên, anh nhấn nút nghe, anh là Diệp Bắc Minh, có phải anh mới dùng một tấm thẻ quẹt hết 10 triệu để mua một chiếc xe sang trọng ở Long Quốc không? Xem ra thẻ ở chỗ anh, đúng không? Đối phương dùng tiếng phổ thông không tiêu chuẩn mà nói. Ngữ điệu cứng ngắc, mang theo khẩu âm ngoại quốc. Ai đó, Diệp Bắc Minh nhíu mày. Đầu bên kia điện thoại, người đàn ông nước ngoài nói, anh không cần biết chúng tôi là ai, cũng không có tư cách biết. Anh có được tấm thẻ kia bằng cách nào? Nhặt được hay sao? Tôi cho anh biết, tấm thẻ này rất quan trọng, tốt nhất là giao nó ra đây, bằng không vợ chưa cưới và người nhà của cô ta sẽ không còn gặp lại anh đâu. Bốp! Âm thanh bạt tai truyền tới. Diệp Bắc Minh, đừng quay lại, giọng Chu Nhược Giai vang lên. Tiếp theo là giọng đàn ông nước ngoài, tôi không cần biết anh ở đâu, nếu trong vòng một giờ mà không tới thì chúng tôi giết người diệt khẩu, sau đó đích thân tới tìm anh. Anh không cần nghi ngờ khả năng của chúng tôi, dù anh ở đâu, chúng tôi đều có thể tìm được ra. Tu tu tu. Sau khi nói xong, bên kia cúp điện thoại. Trong một tiếng, chạy về từ Kim Lăng. Nhược Giai, hai mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Anh chạy trốn suốt 5 năm nay, Chu Nhược Giai đã làm quá nhiều chuyện vì nhà anh. Mộ phần bố mẹ, anh trai đều do cô lo liệu. Cũng chỉ có Chu Nhược Giai luôn thương nhớ anh. Anh còn chưa báo ơn. Mà giờ vì mình, một nhà Chu Nhược Giai lại gặp nguy hiểm. Tao không cần biết mày là ai, nếu mày dám tổn thương một nhà Nhược Giai, tao giết hết bọn mày, trong mắt Diệp Bắc Minh hừng hực lửa giận. Thần y Diệp, sao thế? Hàn Nguyệt bị trạng thái của Diệp Bắc Minh làm giật mình. Tôi cần tới Giang Nam trong một tiếng, Diệp Bắc Minh đã biến thành con thú hoang. Hàn Nguyệt lập tức gật đầu, được, tôi lập tức chuẩn bị cho anh. Cô ta lập tức lấy điện thoại ra, chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay, đậu trên sân thượng chung cư Dương Quang Cẩm Thành, càng nhanh càng tốt. Hàn Nguyệt có thủ đoạn kinh người, Diệp Bắc Minh và cô ta vừa lên sân thượng, một chiếc máy bay đã lơ lửng trên đầu. Thang dây được thả xuống. Diệp Bắc Minh trực tiếp leo lên. Cơ thể khỏe mạnh của Hàn Nguyệt bám sát phía sau bước lên theo. Cô ta cũng là một võ giả, nhưng thực lực không cao, mới đến cấp huyền. Kinh mạch của cô bị tắc nghẽn, nếu như đả thông kinh mạch thì quả thực có thể tăng nhanh thực lực, Diệp Bắc Minh bỗng nói. Hàn Nguyệt nghe vậy lập tức vui vẻ, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Bắc Minh, đa tạ Diệp thần y. Ánh mắt Diệp Bắc Minh thoáng trầm xuống, nhìn về phía Giang Nam. Hàn Nguyệt cũng không nói những lời thừa thãi nữa, bảo máy bay lấy tốc độ nhanh nhất bay về Giang Nam. Diệp Bắc Minh và nhóm người Hàn Nguyệt rời đi xong. Hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vẫn còn ngây người đứng ở bên trong phòng. Mãi lâu sau, Tôn Thiến mới đỏ bừng mặt, Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh này rốt cuộc là người như thế nào vậy? Vừa rồi anh ấy và người phụ nữ kia, thứ mà bọn họ nói đến. Ông trời ơi, thế mà có liên quan đến vua Giang Nam, còn có liên quan đến cả chiến thần Lăng Phong. Tôn Thiến mặc dù là một cô gái bình thường, nhưng cũng biết đến vua Giang Nam và chiến thần Lăng Phong. Đối với người bình thường mà nói, họ tuyệt đối là những nhân vật lớn đầy đẳng cấp. Diệp Bắc Minh có thù với bọn họ. Tôn Thiến cũng bị dọa cho ngây người. Hạ Nhược Tuyết cũng đầy vẻ bàng hoàng, lắc đầu nói tớ. Tớ cũng không biết tình hình ra sao mà. Cậu không biết, tối hôm qua cậu còn ngủ với người ta rồi, bàn tay như ngọc của Tôn Thiến đỡ lấy trán. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, mặt đỏ bừng, cậu đừng nói bậy, chúng tớ chẳng làm gì cả. Tớ còn lâu mới tin đó. Tối hôm qua hai người chắc chắn cái gì cũng làm hết rồi. Tôn Thiến lắc đầu,
hầu như không tin, cô ấy cũng bày ra bộ dáng mê trai, trời ơi, không ngờ được người trong lòng của cậu lại giỏi như vậy, có thể sánh được với cả vua Giang Nam và chiến thần Lăng Phong. Đúng là vô địch mà. Nhược Tuyết, cậu mau nói cho mình biết, anh ấy rốt cuộc có lai lịch thế nào. Cậu mau nói đi, gương mặt Tôn Thiến hưng phấn đến ửng đỏ. Nhưng Hạ Nhược Tuyết lại đầy vẻ mờ mịt, người đàn ông mà mình thích, rốt cuộc có lai lịch thế nào. Hành trình lái xe 2 giờ đồng hồ, ngồi máy bay chỉ 30 phút là đã đến nơi. Tránh việc đánh rắn động cỏ, Diệp Bắc Minh bảo máy bay dừng ở chỗ cách khu biệt thự của nhà họ Chu khoảng 500 mét. Khi máy bay còn cách mặt đất khoảng gần 100 mét, Diệp Bắc Minh đã vội vàng mở cửa máy bay ra. Hàn Nguyệt vội vàng nói, Diệp thần y, đợi chút đã, ở đây là không trung cách mặt đất gần 100 mét, anh. Câu nói còn chưa hết, Hàn Nguyệt đã thấy Diệp Bắc Minh nhảy xuống. Nhảy thẳng xuống luôn rồi. Diệp Bắc Minh thế mà lại nhảy thẳng xuống rồi. Hàn Nguyệt bị dọa cho sợ gần chết. Đây là trên không trung cách mặt đất gần 100 mét đó. Với độ cao này mà nhảy xuống đến mặt đất, cho dù có là tông sư võ đạo thì cũng chắc chắn ngã chết đó. Phải biết là, kỷ lục nhảy cao nhất của một tông sư võ đạo cũng chỉ có 50 mét và không hề hấn gì thôi. Độ cao 100 mét, tương đương với tòa nhà 30 tầng. Người bình thường nếu như rơi từ độ cao này xuống e là sẽ nát như. Dầm. Diệp Bắc Minh vững vàng đáp xuống đất, mặt đất phía chân anh bị lõm thành một hố sâu. View. Tốc độ của Diệp Bắc Minh cực nhanh, như thể một vận động viên chạy nước rút 100 mét lao thẳng về phương hướng của nhà họ Chu. Mau hạ cánh. Hàn Nguyệt kinh hoàng, bảo máy bay đáp xuống mặt đất. Khoảng cách 500 mét đối với Diệp Bắc Minh mà nói chẳng mất đến nửa phút. Cửa chính của nhà họ Chu đóng chặt, tất cả cửa sổ đều được kéo rèm kín mít. Vị trí trên mái nhà có ba tay súng bắn tỉa da trắng dương súng ẩn nấp chờ sẵn Diệp Bắc Minh. Thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, tay súng bắn tỉa da trắng kia lập tức mở máy bộ đàm, lão đại, có người đến, không biết có phải là tên nhóc kia không. Lúc này, cửa rèm tầng 2 của nhà họ Chu được kéo ra một khe nhỏ, hình ảnh lấy được từ camera hành trình thì hẳn là anh ta. Để anh ta vào đây. Được. Hai người dùng máy bộ đàm nói chuyện xong, cửa chính của biệt thự nhà họ Chu được mở ra. Bởi vì rèm kéo kín nên trong phòng tối đen. Diệp Bắc Minh không hề có chút sợ hãi nào, sải bước lớn đi vào bên trong biệt thự. Lạch cạch, âm thanh va chạm vang lên. Cửa chính của biệt thự lập tức đóng chặt lại. Đèn chùm bên trong sảnh của biệt thự được bật lên, phía sau xuất hiện 4-5 người đàn ông da trắng, trên người được trang bị đầy đủ vũ trang, tay cầm chặt súng nhắm thẳng về phía sau lưng của Diệp Bắc Minh. Gâu! Mấy người dùng họng súng đẩy người Diệp Bắc Minh. Trên ghế sofa phía trước, có một người đàn ông da trắng đang ngồi. Trong tay anh ta cầm một ly rượu đang từ từ thưởng thức rượu vang đỏ trong đó. Gương mặt anh ta rất trắng, dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đến đây, anh ta từ từ đứng dậy, luồng khí chất phú quý ập đến trước mắt, dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẻ hỏi, anh chính là Diệp Bắc Minh kia. Nhược Giai và chú Chu bọn họ đâu rồi? Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi. Khóe miệng của người đàn ông da trắng cong lên đầy vẻ ngạo mạn, là tôi hỏi anh, hay là anh hỏi tôi? Tôi là Diệp Bắc Minh. Không nhìn thấy Chu Nhược Giai, Diệp Bắc Minh chỉ đành phải tạm thời nhẫn nhịn ý muốn giết người của mình lại. Rất tốt. Người đàn ông da trắng gật đầu, bình tĩnh nói, vậy tấm thẻ kia đâu rồi? Diệp Bắc Minh nhấc tay lên, hai ngón tay kẹp chặt tấm thẻ ngân hàng. Tấm thẻ ngân hàng này có kích thước bằng với những tấm thẻ ngân hàng bình thường khác. Thứ duy nhất khác nhau chính là nó vô cùng tinh xảo. Bốn phía được khảm một vòng kim cương, mặt trước của tấm thẻ còn khắc hình rồng vàng, gấu đen, hổ, sư tử và đại bàng. Sống động như thật. Hô hô. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm thẻ này, con người của người đàn ông da trắng co rụt một cách nghiêm trọng. Hô hấp dồn dập. Người đàn ông không nhịn được mà tiến lên hai bước, đưa tay ra để lấy tấm thẻ ngân hàng. Người này rõ ràng đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Diệp Bắc Minh cầm thẻ ngân hàng trong tay, bình tĩnh nói, nếu như không được nhìn thấy Nhược Giai thì tao sẽ hủy nó ngay lập tức. Mày dám! Người đàn ông da trắng xúc động, đôi mắt xanh của hắn ta lập tức tràn ngập tơ máu. Hắn ta điên cuồng giống to, nếu như mày dám hủy tấm thẻ này thì tao chắc chắn mày sẽ phải hối hận cả đời. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn hắn ta.
Người đàn ông da trắng hít sâu một hơi, sau đó lại thở hổn hển một lúc rồi mới bình tĩnh trở lại. Hắn ta quát lớn một tiếng, dẫn lên đây. Chu Nhược Giai, Chu Thiên Hạo và Lý Hải Hà bị dẫn tới. Tất cả đều bị trói tay, miệng bị dán băng dính. Cũng may vẫn chưa chịu tra tấn gì. Diệp Bắc Minh thở phào nhẹ nhõm. Người đều đã dẫn ra hết rồi, có phải mày nên đưa tấm thẻ này cho tao rồi hay không? Người đàn ông da trắng liếc nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh chỉ vào cổng biệt thự rồi nói, để họ rời đi trước. Người đàn ông da trắng suy nghĩ một chút, Diệp Bắc Minh chỉ có một mình, bọn họ thì chỗ sáng chỗ tối, tổng cộng có hơn 30 người. Hơn 20 lính đánh thuê. 3 lính đánh thuê cấp vương. Còn có thể so với võ đạo tông sư, rõ ràng không thể nào sợ Diệp Bắc Minh. Người đàn ông da trắng gật đầu, thả bọn họ ra, để cho bọn họ đi. Gia đình của Chu Nhược Giai đã được thả. Chu Nhược Giai lo lắng nói, Bắc Minh, anh quay lại đây làm gì, mau đi đi. Bác Chu, mau mang Nhược Giai đi, Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Thiên Hào dao động một lúc rồi mới gật đầu với Diệp Bắc Minh. Ông ta biết nếu Diệp Bắc Minh đã dám đến thì chắc chắn có thể đối phó với những kẻ này. Ba người bọn họ lúc này mới chính là gánh nặng của anh. Chu Nhược Giai bị kéo ra khỏi cổng biệt thự nhà họ Chu. Thấy ba người nhà họ Chu an toàn rời đi, Diệp Bắc Minh chậm rãi đút thẻ ngân hàng vào trong túi. Sắc mặt người đàn ông da trắng xa sầm, mày làm cái gì đó? Hai tay chắp sau lưng, Diệp Bắc Minh không hề để ý đến người đàn ông da trắng, chỉ chậm rãi đi đến ghế sofa trong biệt thự. Rồi chậm rãi ngồi xuống. Anh cầm chiếc ly trên bàn lên, rót một ly rượu vang. Tùy tiện như thể đây chính là nhà của mình vậy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của một đám người da trắng, Diệp Bắc Minh khẽ nhấp một ngụm rượu rồi gật đầu nói, Lafite năm 1982, thưởng thức của bác Chu quả không tồi. Mẹ kiếp! Quá kiêu ngạo! Muốn chết! Người đàn ông da trắng lạnh lùng rút ra một con dao quân đội Thụy Sĩ dắt trên thắt lưng. Luồn lách giống như một con rắn độc, con dao đâm thẳng vào cổ họng của Diệp Bắc Minh. Keng! Diệp Bắc Minh nhẹ nhàng duỗi hai ngón tay ra. Dễ dàng kẹp chặt con dao quân đội Thụy Sĩ lại sau đó dùng sức gập nó. Con dao quân đội Thụy Sĩ làm bằng hợp kim thượng hạng đã bị anh bẻ gãy chỉ bằng hai ngón tay. Người này có còn là con người hay không? Á! Lưỡi dao bay ra cắm vào đùi người đàn ông da trắng, hắn ngã ra lăn lộn trên mặt đất, không ngừng kêu gào. Thấy vậy, đám lính đánh thuê còn lại trong biệt thự chuẩn bị giơ súng bắn vào Diệp Bắc Minh. Bang! Diệp Bắc Minh một tay cầm ly rượu. Cổ tay run lên. Ly rượu nổ tung, ngay khi lòng bàn tay của anh lật lại thì những mảnh thủy tinh đã bay ra như mưa. Phụt, 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 phụt. Đám lính đánh thuê chưa kịp hành động thì đã bị mảnh thủy tinh cắm vào đầu. Mười mấy tên lính đánh thuê đều ngã xuống đất, lập tức chết ngay tại chỗ. CK. Đằng sau Diệp Bắc Minh, ba lính đánh thuê cấp vương xuất hiện. Họ xông về phía Diệp Bắc Minh từ ba hướng. Ba lính đánh thuê cấp vương còn có thể so sánh với võ đạo tông sư. Một người như độc xà. Một người như mãnh hổ. Một người như sư tử. Người đàn ông trông giống độc xà là người nhanh nhất, hắn ta đã xông tới phía sau rồi tung ra một quyền đấm vào đầu Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thậm chí còn không quay đầu lại, anh đưa tay ra nắm chặt lấy quyền của người đàn ông trông giống độc xà. Dùng sức chân áp. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Người đàn ông đó đã bị ném ra ngoài như một con chó chết. Hắn ta đập vào tường biệt thự nhà họ Chu, khoét ra trên tường một cái lỗ hình người, chết ngay lập tức. Lính đánh thuê cấp vương giống mãnh hổ cũng đã xông đến, kẻ này có thực lực cường hãn, cơ bắp toàn thân phồng lên. Hai quyền của hắn ta giống như hai quả chùy lớn, một quyền đánh thẳng vào trái tim của Diệp Bắc Minh, một quyền nhắm thẳng vào cổ họng của anh. Ha ha! Diệp Bắc Minh cười lạnh. Anh nắm lấy cổ tay của người đàn ông bằng tốc độ cực nhanh, sức mạnh dâng trào. Con người của đối phương giãn rộng ra, hắn ta hét lên một tiếng kinh hoàng, bởi vì hắn ta phát hiện ra rằng hai bàn tay của mình đã bị Diệp Bắc Minh xé nát. Á! Hắn ta kêu thảm thiết một tiếng. Diệp Bắc Minh đánh ra một quyền. Dùng cách của người trả lại cho người. Một quyền đánh thẳng vào trái tim. Đùng! Lính đánh thuê cấp vương bị đánh vỡ tim, chết ngay tức khắc. Hít. Lính đánh thuê cấp vương cuối cùng đã tái mặt vì sợ hãi. Hắn ta hít sâu một hơi,
không ngờ thực lực của Diệp Bắc Minh lại đáng sợ đến như vậy. Vút, hắn ta xoay người bỏ chạy, lúc này giữ mạng mình mới là quan trọng nhất. Diệp Bắc Minh sải bước về phía trước rồi đá ra một cước, lực đạo tạo ra giống như một chiếc xe tải đâm thẳng vào lưng đối thủ. Phụt, lính đánh thuê cấp Phương cuối cùng đã phun ra một ngụm máu giản dụa. Ngay khi cơ thể hắn ta sắp chạm đất, Diệp Bắc Minh đã xuất hiện ở chỗ hắn ta sắp tiếp đất, anh vươn một tay ra tóm lấy cổ hắn ta. Răng rắc, một thanh âm giòn giã vang lên. Lính đánh thuê cấp Phương cuối cùng đã bị vặn gãy cổ chết. Mày là ai? Người đàn ông da trắng kinh hãi, nét mặt vô cùng chấn động. Đây mà là con người sao? Mười mấy tên lính đánh thuê đã bị một chiếc ly vỡ giết chết. Ba lính đánh thuê cấp Phương còn không thể chống đỡ được một phút. Tất cả đều đã bị thanh niên Long Quốc trước mặt đánh chết. Kẻ này quả thật là một con quỷ. Diệp Bắc Minh chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông da trắng, bình tĩnh nói, là tao hỏi mày, hay là mày hỏi tao? Lúc này, Diệp Bắc Minh giống như một thần chết. Đột nhiên, một nỗi sợ hãi kinh hoàng bao trùm toàn bộ cơ thể của người đàn ông da trắng. Trái tim anh ta gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không còn ngạo mạn như lúc ban đầu nữa. Toàn thân người đàn ông da trắng run lên, run giọng nói, tao là William, là người của gia tộc Rothschild, mày giết không được tao đâu. Gia tộc tao nắm giữ 1/5 tài sản của thế giới. Tao là một trong những người thừa kế, mày không thể giết tao. Tao không thể chết được, nếu như mày giết tao thì Long Quốc sẽ bị trừng phạt về mặt kinh tế. Tha cho tao, tao có thể cho mày rất nhiều tiền. Tiền tài, mỹ nữ, quyền thế, địa vị. Mày muốn cái gì cũng được. Chỉ cần đừng giết tao. William nói ra thân phận của mình. Gia tộc Rothschild. Ai cũng biết gia tộc này khủng bố như thế nào. Ngay cả quốc chủ của Long Quốc một khi biết được thân phận của anh ta cũng sẽ không dám giết anh ta. Bởi vì chuyện này sẽ biến thành một sự cố ngoại giao khủng khiếp. Vì vậy, William mới nhanh chóng nói ra lai lịch của mình, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, hy vọng rằng Diệp Bắc Minh sẽ không dám động vào mình. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng nói, mày bắt cóc gia đình nhược giai, muốn lấy mạng tao, bây giờ lại còn muốn tao tha cho mày sao? Tao! William sợ hãi dập đầu, tôi biết tôi sai rồi, xin anh đừng giết tôi. Bọn mày tìm tao là vì tấm thẻ này sao? Diệp Bắc Minh ngồi trở lại sofa, giữ hai ngón tay kẹp một tấm thẻ. Chính là tấm thẻ ngân hàng kia. Một tấm thẻ rất sang trọng được chạm khắc rồng vàng, gấu đen, hổ. Sư tử và đại bàng một cách vô cùng tinh xảo. Nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng này, con người của William co rụt lại, trong mắt lại hiện lên vẻ tham lam, đúng vậy, quý nhân của tôi, tấm thẻ này có lai lịch rất đáng sợ. Anh hãy đưa nó cho tôi đi, tôi sẽ cho anh 1 tỷ, không, tôi sẽ cho anh 10 tỷ đô la. Anh thấy sao? William rất thông minh, liếc mắt một cái nhìn ra. Diệp Bắc Minh không nhận ra lai lịch của tấm thẻ này. 10 tỷ, Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Khi anh xuống núi, một người thầy đã đưa tấm thẻ ngân hàng này cho Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đoán rằng bên trong có thể có khoảng 100-200 triệu. Nhưng anh cũng không hỏi bên trong có bao nhiêu tiền. William muốn trả 10 tỷ đô la để mua tấm thẻ này sao? Tấm thẻ này có lai lịch như thế nào chứ? Sao lại có sức hấp dẫn với kẻ khác đến vậy? Chẳng lẽ thầy đã nói thật? Ông ấy thật sự nắm trong tay một tập đoàn tài chính đẳng cấp thế giới sao? Diệp Bắc Minh nhíu mày, trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Trong tay của anh còn có giữ một miếng ngọc. Thầy đã nói đó là tín vật của đế sư Long Quốc. Còn có một lệnh bài, nghe nói có thể huy động 300.000 cấm quân tại Jerusalem. Diệp Bắc Minh đã từng không hề để ý đến mấy chuyện đó. Mấy ông thầy đó thật sự trông chẳng đáng tin cậy một chút nào. Nghĩ thế nào cũng giống như họ chỉ đang khoe mẽ. Diệp Bắc Minh còn nghĩ rằng mấy ông thầy đó xem mình là trò cười. Ngay từ đầu anh đã chẳng hề bận tâm. Nhưng xem phản ứng của William. Diệp Bắc Minh có chút sững sờ, chẳng lẽ mấy chuyện này đều là thật sao? Trong thẻ này có bao nhiêu tiền, Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi hỏi. William giật mình, anh ta nhìn vào mắt Diệp Bắc Minh, có chút do dự. Có nên nói ra sự thật không? Anh ta còn đang định nói dối. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói, nếu như mày dám nói dối thì tao liền tiễn mày đi gặp thượng đế của mày ngay. William dùng mình,
không cách nào chống đỡ được sự nguy hiểm toát ra từ Diệp Bắc Minh. Anh ta dán trán xuống sàn, run rẩy giải thích, thưa anh, tôi thật sự không dám nói dối anh. Chủ nhân của tấm thẻ này là người đã sáng lập ra gia tộc Rothschild, gia tộc Morgan và Ngân hàng Hoa Kỳ là sân sau của người đó thậm chí còn có thể tùy ý động vào kho bạc của Long Quốc. Tài nguyên dầu mỏ, vàng và kim cương trên thế giới đều là tài sản riêng của người đó. Nhưng chủ nhân của tấm thẻ này đã biến mất từ 100 năm trước. Thẻ ngân hàng tượng trưng cho thân phận từ đó cũng biến mất không còn dấu vết. Một ngày trước anh đã quẹt 10 triệu tiền mặt ở Long Quốc, ngay lập tức vị tài phiệt đứng đầu liền biết chiếc thẻ đã tái xuất. Chủ nhân của chiếc thẻ ngân hàng này là ai? Diệp Bắc Minh lộ ra nét mặt kỳ quái hỏi. William cung kính trả lời, đó là người đỡ đầu của phương Tây. Diệp Bắc Minh sững sốt. Thầy nhị thập thất chẳng phải còn có một biệt danh chính là người đỡ đầu sao? Thầy của mình lại oai phong lẫm liệt đến thế sao? Vậy mà trước đó anh còn chẳng biết. Diệp Bắc Minh đã từng cho rằng những người thầy của mình chỉ là một nhóm thế ngoại cao nhân tự cô lập mình ra khỏi thế giới. Có người si mê võ đạo. Có người là quái nhân. Có người lại tinh thông y thuật. Tuy rằng cũng có không ít người có những danh hiệu rất oách như Dược Vương Miêu Cương, Dược Sư Tuyệt Mệnh. Nhưng danh hiệu người đỡ đầu phương Tây này thì đúng là quá ngầu rồi. Chẳng lẽ thân phận của những người thầy còn lại cũng đều là sự thật? Diệp Bắc Minh có chút bối rối. Nếu như Vương Như Yên biết được tâm tư của Diệp Bắc Minh thì nhất định sẽ nói một câu, sư đệ ngốc nghếch, nếu như các thầy không lợi hại thì sự tự tin của chị đây từ đâu mà có chứ? Sau khi nghe William giải thích, Diệp Bắc Minh đã hiểu đại khái về thân phận của thầy nhị thập thất. Nếu nói như vậy, chỉ cần có tấm thẻ này, tôi muốn tiêu bao nhiêu tiền đều được, Diệp Bắc Minh nói. William ho khan, khụ khụ, thưa quý ông tôn kính, anh suy nghĩ hạn hẹp rồi. Chỉ cần có tấm thẻ này, tất cả tài sản thuộc 5 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới đều là của anh. Tất cả tài sản dưới danh nghĩa của bọn họ, cũng đều là của anh. Anh có thể tùy ý sử dụng, điều động hơn 80% của cải trên toàn thế giới. Chỉ cần có tấm thẻ này, một câu của anh có thể khiến cho Lang Quốc phá sản. Một câu có thể khiến Tổng thống Ưng Quốc đổi người. Một câu là làm chiếc ghế Tổng thống đổi người. Nghe có vẻ giống như nằm mơ, nhưng ở thế giới tư bản phương Tây, quả thật có thể làm được. Làm cho Tổng thống đổi người sao? Diệp Bắc Minh tự lẩm bẩm, tay sờ cằm, cảm thấy tựa hồ có chút hứng thú. William thấy Diệp Bắc Minh đang suy xét, trong ánh mắt hiện lên một tia độc ác, trong lòng cười lạnh một tiếng, danh con, để tao tiễn mày lên đường. Rắc. William ấn lên cổ tay. Bùm! Khói thuốc súng tràn ngập. Một viên đạn bay ra từ chỗ ngực của hắn ta. Nhanh như chớp, bay thẳng đến đầu Diệp Bắc Minh. Đây là một khẩu súng lục bỏ túi. Giấu ở chỗ ngực của hắn ta, chỉ cần ấn chốt mở ở trên cổ tay, viên đạn sẽ bay ra. Diệp Bắc Minh cách William chưa đến 2 mét, với khoảng cách như vậy, không ai có thể phản ứng lại. Ha ha! Vào khoảnh khắc nổ súng kia, trên mặt William đã lộ ra nụ cười dữ tợn, đi chết đi. Nhưng giây tiếp theo, William ngây người, nụ cười cũng hoàn toàn cứng lại. Cơ thể hắn ta lạnh toát, người giống như là gặp ma vậy, kinh ngạc và sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Mày rốt cuộc là người hay quỷ? William đều bị dọa điên rồi. Bởi vì viên đạn kia lại bị Diệp Bắc Minh kẹp lấy. Đúng vậy, anh dùng hai ngón tay kẹp lấy viên đạn. Tuy rằng, uy lực của súng lục không lớn, nhưng đây chỉ là khoảng cách 2 mét. Diệp Bắc Minh sao có thể phản ứng kịp? Mày còn muốn giết tao? Diệp Bắc Minh nhếch lên một nụ cười lạnh. William cả người lạnh như băng, một mùi vị chết chóc tràn đến người hắn ta. Hắn ta giống như bị hóa đá, nửa ngồi xổm ở đó, không dám động đậy. Diệp Bắc Minh từng bước tiến đến. No. Thật xin lỗi, tôi là không cẩn thận. William vội vàng lùi lại. Hai chân của hắn ta sớm đã bị thương. Một trận đau nhức truyền đến, người té ngã trên mặt đất. Phải không, vậy tao cũng không cẩn thận. Diệp Bắc Minh cười nhạt, búng tay. Viên đạn từ khẩu súng lục bay ra khi nãy bây giờ lại có tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi, nó bắn thẳng vào tim William. Phịch, thi thể của William ngã xuống đất giống như chó chết, trên mặt vẫn mang biểu cảm kinh hoàng như trước. Cô nghe đủ chưa? Sau khi giết chết William, Diệp Bắc Minh nhàn nhạt lên tiếng.
Hàn Nguyệt ở bên ngoài phòng không nhịn được mà run lên, cô chiêu của nhà họ Hàn thành phố Trung Hải này có hơi luống cuống đẩy cửa lớn biệt thự nhà họ Chu ra, Diệp Thần Y, tôi không cố ý. Chu Nhược Giai bọn họ thế nào rồi? Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi. Lúc này, Hàn Nguyệt cảm giác bản thân giống như đối mặt với một vị đế vương, không thể sinh ra chút ý nghĩ phản kháng nào, cô ấy ổn, thuộc hạ của tôi đang bảo vệ bọn họ. Diệp Bắc Minh gật đầu, nói chuyện vừa rồi, tôi không hy vọng có người thứ ba biết, cô hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Hàn Nguyệt liên tục gật đầu. Trong lòng sớm đã nổi lên sóng to gió lớn. Đám người ngoại quốc này thế mà là người của tập đoàn tài chính siêu cấp nước ngoài. Mà Diệp Bắc Minh có thể tay không bắt được viên đạn ở khoảng cách gần như thế, hơn nữa anh còn có thể phản sát William, việc này càng làm cho Hàn Nguyệt kinh ngạc. Được, xử lý sạch sẽ chỗ này. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu, xoay người ra khỏi biệt thự nhà họ Chu. Đối với người thông minh, anh không cần nói lời vô nghĩa. Đợi Diệp Bắc Minh rời đi, Hàn Nguyệt đã đổ mồ hôi ướt cả người. Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô ta có một loại ảo giác, chỉ cần nói sai một câu, Diệp Bắc Minh có thể sẽ giết cô ta. Dù cho cô ta có là cô cả nhà họ Diệp. Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Chu, Diệp Bắc Minh gặp một nhà ba người Chu Nhược Giai. Chu Nhược Giai bị dọa sợ, nhìn thấy Diệp Bắc Minh an toàn trở về, lập tức nhào vào lòng anh. Anh Bắc Minh. Thân thể Chu Nhược Giai không ngừng phát run. Diệp Bắc Minh mỉm cười, ôm Chu Nhược Giai vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô, mỉm cười nói, đã không sao rồi, mọi người vẫn nên đến nhà anh ở đi, nơi này không được an toàn. Nhà anh. Mọi người nhà họ Chu ngẩn người. Nhà của Diệp Bắc Minh không phải sớm đã bị bỏ hoang rồi sao? Nhưng sau khi ba người nhà họ Chu đến nơi, phủ của vua Giang Nam lúc trước, hiện giờ là phủ của nhà họ Diệp thì liền ngây người ngay tại chỗ. Chu Thiên Hạo mang vẻ mặt kích động, Bắc Minh, phủ của vua Giang Nam, hiện tại là của cháu. Đúng vậy, chú Chu, về sau mọi người cứ ở đây đi, Diệp Bắc Minh mỉm cười. Thập sư tỷ đã phái mấy vị cao thủ cấp thiên và một vị tông sư võ đạo ẩn nấp trong phủ nhà họ Diệp. Ba người nhà Chu Nhược Giai ở đây, coi như tương đối an toàn. Anh cần điều tra nguyên nhân cái chết của bố mẹ, không thể lần nào cũng có thể trở về đúng lúc. Bởi vì ba người nhà họ Chu đã bị sợ hãi, Diệp Bắc Minh bảo bọn họ đi nghỉ ngơi trước. Những căn phòng trong phủ nhà họ Diệp, tùy ý bọn họ lựa chọn. Thần Y Diệp. Nửa giờ sau, Hàn Nguyệt đến nhà thăm hỏi. Cô ta đã xử lý xong tất cả thi thể trong biệt thự nhà họ Chu. Những người đó đều là tinh anh của gia tộc Rothschild. Nếu là ở nước ngoài, đây là một chuyện phiền phức lại khó giải quyết. Nhưng nó lại xảy ra ở trong Long Quốc. Các tập đoàn tài chính đứng đầu của nước ngoài vẫn không thể nhúng tay vào. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, nói cô làm việc khá năng suất, coi như tôi nợ cô một ân tình. Cảm ơn thần y Diệp, chân của ông nội tôi, Hàn Nguyệt vui vẻ, vội vàng nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, thản nhiên nói tôi viết cho cô một phương thuốc, sau khi trở về, cứ bốc thuốc theo phương thuốc này, chân của ông nội cô tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Đợi ra có thời gian rảnh, tôi sẽ đến Trung Hải, đích thân đến nhà họ Hàn một chuyến, chữa trị cho ông nội cô. Hàn Nguyệt có hơi do dự, việc này, vậy chân của ông nội tôi còn. Diệp Bắc Minh đương nhiên biết, Hàn Nguyệt đang lo lắng điều gì, liền nói, cô yên tâm, uống theo phương thuốc này, ông nội cô có thể lập tức xuống giường bước đi. Hơn nữa, chạy nhảy không khác gì những người bình thường. Điểm khác biệt duy nhất chính là, không thể trị tận gốc. Tôi có cơ hội sẽ đến Trung Hải một chuyến thì chữa trị tận gốc cho ông nội cô. Hàn Nguyệt nghe được lời này, mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Diệp Bắc Minh cũng không lãng phí thời gian, lập tức viết phương thuốc, giao cho Hàn Nguyệt, để đuổi cô ta rời đi. Hàn Nguyệt để lại danh thiếp và số điện thoại của mình, cảm ơn nhiều lần rồi rời đi. Ông nội đã dặn dò, tuyệt đối không được đắc tội Diệp Bắc Minh. Cô ta cũng không dám làm quá cứng nhắc. Đến buổi tối, Lý Hải Hà và Chu Nhược Giai cùng nhau nấu một bàn đồ ăn. Diệp Bắc Minh nhìn đồ ăn trên bàn, trong lòng có chút cảm động. Đây là lần đầu tiên trong 5 năm qua, anh được nếm hương vị món ăn nhà làm. Trên bàn ăn, Chu Thiên Hạo cứ tỏ ra muốn nói lại thôi, mấy lần muốn nói, nhưng đều nghẹn lại. Sau khi ăn xong, Diệp Bắc Minh buông bát đũa, mỉm cười nói, chú Chu, chú muốn nói điều gì? Cứ việc nói đi.
Chu Thiên Hạo hít sâu một hơi, Bắc Minh, chú biết cháu là võ giả, ngay cả vua Giang Nam, cháu còn không sợ, tương lai, có lẽ cháu sẽ là nhân vật lớn đỉnh cấp như chiến thần Lăng Phong. Có lời này, chú đã nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn là nên nói rõ với cháu. Thứ thuộc về nhà họ Diệp, có phải nên lấy lại không? Diệp Bắc Minh sửng sốt, thứ thuộc về nhà họ Diệp. Đúng vậy, thứ thuộc về nhà họ Diệp. Chu Thiên Hạo gật đầu, nhìn thấy ánh mắt Diệp Bắc Minh, trước khi bố cháu bị hại có để lại sản nghiệp. Sau lại bị nhà họ Triệu nuốt mất, cháu cũng đã diệt nhà họ Triệu rồi. Kỳ thực, có chuyện chú vẫn chưa nói với cháu, năm đó là một đám người đông doanh đã chiếm sản nghiệp của nhà cháu. Diệp Bắc Minh nheo mắt, người đông doanh. Đúng vậy, bọn chúng còn có một thương hội đông doanh. Chu Thiên Hạo gật đầu, chú ý sự thay đổi biểu cảm của Diệp Bắc Minh rồi nói, năm đó mặc dù nhà máy của bố cháu còn bé, nhưng là đi đầu trong thời đại, có một đám người đông doanh muốn thu mua nhà máy của bố cháu, bị ông ấy cự tuyệt. Chuyện này, có một lần chú và bố cháu uống rượu, ông ấy đã kể với chú. Sau khi bố mẹ và anh trai cháu bị hại, nhà họ Triệu và người đông doanh hợp tác, chiếm lấy nhà máy của bố cháu. Diệp Bắc Minh cười lạnh một tiếng, nói như vậy, cái chết của bố mẹ cháu, người đông doanh cũng có một phần trách nhiệm. Chu Thiên Hạo gật gật đầu, sau khi cháu diệt nhà họ Triệu, vua Giang Nam, hiện tại tình hình kinh tế của cả Giang Nam đang có xu thế bị người đông doanh kiểm soát. Ngày mai, thương hội của người đông doanh sẽ mở họp, đến lúc đó các đại phú hào Giang Nam đều sẽ đến. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng, bất kỳ người nào có liên quan đến cái chết của bố mẹ cháu, cũng đều không thể đào thoát khỏi trừng phạt. Sản nghiệp của nhà họ Diệp, chỉ có thể nằm trong tay nhà họ Diệp. Sau khi cơm nước xong, Diệp Bắc Minh trở về phòng của mình. Phòng ngủ trước đây của vua Giang Nam vô cùng xa hoa, giống như đại nội hoàng cung vậy. Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân trên giường, bắt đầu vận hành chân khí. Cách 10.000 km, châu Âu, sâu trong tòa thành cổ xưa nào đó. Trước một bàn ăn dài hình chữ nhật, một người đàn ông trung niên mặc trang phục quý tộc đang ngồi thưởng thức bữa tối. Đã 6 giờ trôi qua rồi, William vẫn chưa truyền tin về, những người khác cũng hoàn toàn mất liên lạc, một lão bộc tóc bạc phơ, cúi khom người bẩm báo. Người đàn ông trung niên mặc trang phục quý tộc, ăn một miếng bít tết, lau sạch máu tươi nơi khóe miệng, bọn họ có phải gặp bất trắc rồi không? Lão bộc tóc bạc lắc đầu, mỉm cười nói, chủ nhân, điều này sao có thể chứ? Tuy rằng William không được như những cậu chủ khác, nhưng cũng có 3 vị vua lính đánh thuê đi cùng anh ta. Có lẽ vì nguyên nhân nào đó mà chậm trễ thôi, ngài cũng biết, Long Quốc không giống như các quốc gia khác. Chúng ta không thể nhúng tay vào, nếu không. Người đàn ông trung niên mặc trang phục quý tộc gật đầu, tiếp tục tìm cách liên lạc, nhất định phải lấy lại tấm thẻ đại diện thân phận kia. Chỉ cần có tấm thẻ kia, gia tộc Rothschild chúng ta có thể trở thành chủ nhân của thế giới. Vâng. Lão bộc tóc bạc cúi người, bước nhanh rời đi giống như âm hồn. Sau khi người hầu rời đi, người đàn ông trung niên mặc trang phục quý tộc chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn vầng trăng tròn bên ngoài, bố già, ông thật sự còn sống sao? Anh Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đang định nghỉ ngơi. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến một âm thanh yếu ớt. Diệp Bắc Minh ngây người, rồi sau đó mở cửa phòng, một bóng người trực tiếp tiến vào. Chu Nhược Giai mặc áo ngủ, trên áo có hình hoạt hình vô cùng đáng yêu. Diệp Bắc Minh cười, làm sao vậy? Em sợ, không ngủ được. Chu Nhược Giai cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng. Mặc dù giữa cô và Diệp Bắc Minh có hôn ước, nhưng nửa đêm, một cô gái vào xông vào phòng đàn ông như thế, hành động này cũng rất thẹn thùng. Xã hội hiện đại rất cởi mở, nhưng Chu Nhược Giai lại không kiểu con gái tùy tiện. Được, vậy em ngủ giường đi, anh lấy chăn đệm nằm dưới đất là được. Diệp Bắc Minh mỉm cười. Như vậy sao được? Chu Nhược Giai lắc đầu, dưới đất lạnh, ngộ nhớ anh bị bệnh thì làm sao? Bé ngốc, anh là võ giả, có nội lực hộ thể, mùa đông lạnh cởi trần cũng không bị bệnh, Diệp Bắc Minh cười nói. Ây da, sao lại cởi trần, nói ra mấy lời mờ ám thế chứ? Chu Nhược Giai vội vàng che mặt. Cô nhanh chóng chạy lên giường, chúng ta chia ra, mỗi người ngủ một bên. Giường của vua Giang Nam rất lớn. Mỗi người ngủ một bên cũng sẽ không cảm thấy chật. Hơn nữa, Diệp Bắc Minh đã từng ngủ cùng với Hạ Nhược Tuyết một lần. Giữa hai người cũng không phát sinh chuyện gì.
Diệp Bắc Minh vẫn tự tin về khả năng kiềm chế của mình. Được, vậy mỗi người ngủ một bên, Diệp Bắc Minh đồng ý. Chu Nhược Giai cảm kích chạy lên, cô ngủ ở trong. Cô nằm nghiêng người, mặt đầy mong chờ nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh tắt đèn, nằm ở bên ngoài. Anh có thể cảm giác được hô hấp của Chu Nhược Giai trở nên hơi gấp rút, cơ thể cũng nhích gần Diệp Bắc Minh vài phần. Nhịp tim của cô đập thình thịch như hươu chạy. Cô sợ Diệp Bắc Minh làm bậy. Lại sợ Diệp Bắc Minh không làm bậy. Trong lúc rối rắm, Diệp Bắc Minh lại đã ngủ rồi. Ây da, sao anh lại ngủ trước rồi? Chu Nhược Giai chu môi, cô có hơi thất vọng, nhưng trái tim đang treo ngược lại lập tức rơi xuống. Cô bò dậy, hôn nhẹ lên môi của Diệp Bắc Minh, sau đó hài lòng ôm lấy cánh tay của Diệp Bắc Minh, chìm vào giấc ngủ. Cô bé này! Diệp Bắc Minh đương nhiên chưa ngủ, anh liếm môi, khóe miệng nở một cười. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Bắc Minh vừa dậy, rửa mặt xong, mới vừa mở cửa phòng ra. Chu Nhược Giai đã lén lút chạy ra từ phòng của anh. Đúng lúc, Chu Thiên Hạo đến. Bố! Chu Nhược Giai xấu hổ dậm chân, vội vàng chạy đi. Ha ha, Bắc Minh à! Chu Thiên Hạo đứng đó, cười nhìn anh. Diệp Bắc Minh lúng túng, chú Chu, không phải như chú nghĩ đâu. Chú nghe cháu giải thích. Tuy thực lực võ đạo của anh cao cường, nhưng anh vẫn rất tôn trọng luân lý. Chu Thiên Hạo dù sao cũng là người vai vế trên. Chu Thiên Hạo mỉm cười sâu xa, vẻ mặt chú đều hiểu. Đều là người từng trải, không có gì to tát cả, chú và dì Lý của cháu khi chưa kết hôn cũng đã ngủ cùng nhau. Chu Thiên Hạo vỗ vỗ vai Diệp Bắc Minh. Lời nói sâu xa. Nhưng người trẻ tuổi cần chú ý các biện pháp bảo vệ. Đến lúc đó đừng để xí hổ là được. Khụ khụ, chú Chu, chúng cháu thật sự không có. Diệp Bắc Minh rất xấu hổ, vội vàng nói sang chuyện khác. Chú Chu, không phải hôm qua chú nói hôm nay người đông doanh muốn họp mặt thương hội sao, chúng ta vẫn nên nhanh chóng đến đó đi. Chu Thiên Hạo nghiêm mặt, lặng lẽ gật đầu. Thành phố Giang Nam, Quy Sơn. Toàn bộ thành phố Giang Nam có địa thế bằng phẳng. Quy Sơn là ngọn núi duy nhất cao khoảng 500 mét. Quy Sơn là nơi đất thiêng nhân tài đầy rẫy, bốn phương tám hướng đều là nhà cao tầng, trong cái ồn ào lại có sự yên tĩnh. Điểm duy nhất làm cho người ta khó chịu đó là trên Quy Sơn toàn bộ đều là kiến trúc đông doanh. Khi Diệp Bắc Minh học trung học, đã nghe nói Quy Sơn sắp khai phá, rất nhiều nhà đầu tư cạnh tranh đấu thầu. Mấy trăm triệu cũng không lấy được. Đến cuối cùng, Quy Sơn lại trở thành địa bàn của người đông doanh. Hiện tại nơi này là tổng bộ của thương hội người đông doanh, mấy doanh nhân vào đây không ngớt. Một vài gương mặt trong số đó, Diệp Bắc Minh rất quen thuộc, anh đã gặp qua tại đại thọ 60 tuổi của vua Giang Nam. Bọn họ đã không còn hoảng sợ như hai ngày trước, đối mặt sự nghênh đón của người đông doanh thì chỉ có nụ cười vô tận. Bỗng nhiên, ánh mắt của Diệp Bắc Minh trầm xuống. Trần Quần An, sao ông ta cũng ở đây? Người đàn ông này là bạn của bố Diệp Bắc Minh. Ông ta làm ăn cùng với bố của anh, lúc mới đầu Trần Quần An rất thảm, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thời điểm nghèo nhất, ngay cả cơm cũng không có để ăn, còn không bằng tên ăn mày. Cậu bảy nhà họ Diệp không xem thường ông ta, ngược lại dẫn dắt ông ta cùng buôn bán, còn thường xuyên dẫn Trần Quần An đến nhà ăn cơm. Lúc này, Trần Quần An mặc bộ Âu phục đặt may quý giá. Trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex. Xe ông ta càng là một chiếc Rolls Royce thiết kế cao cấp. Bên cạnh là dàn vệ sĩ, thư ký xinh đẹp, vô cùng vẻ vang. So với bộ dạng năm đó, hoàn toàn là như hai người khác nhau vậy. Một người đàn ông mặc trang phục đông doanh đích thân nghênh đón ông ta bước vào cửa thương hội người đông doanh. Chu Thiên Hạo lạnh lùng nói, chính là Trần Quần An, người quản lý nhà máy cũ của bố cháu thay người đông doanh. Diệp Bắc Minh trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, quả nhiên là như thế sao? Bố, Trần Quần An có lỗi với bố, con tiễn ông ta xuống gặp bố. Thương hội Đông Doanh, một công trình kiến trúc phong cách Đông Doanh. Sàn nhà gỗ, tatami, sảnh, guốc gỗ. Cứ ba bước là có một chỗ gác, năm bước một trạm canh gác, tất cả đều là võ sĩ Đông Doanh đeo kiếm katana. Nếu là người không hiểu rõ tình hình vào nơi này, còn tưởng rằng đi vào đảo quốc Đông Doanh. Rất khó tưởng tượng, nơi này lại là trung tâm thành phố Giang Nam, mảnh đất phồn hoa nhất. Một đám phú hào tấp nập bước vào cửa lớn thương hội Đông Doanh, chào hỏi hai người đàn ông đảo quốc đứng ở cửa.
Trần Quần An bước xuống từ chiếc Rolls Royce, ông Koizumi, ông Karasawa, xin chào. Ông ta còn học theo cách chào hỏi của người đông doanh, cúi người 90 độ. Hai vị phó hội trưởng của Thương hội Đông Doanh đứng ở đối diện, Koizumi Kotaro và Kazuo Karasawa. Koizumi Kotaro gật đầu, hài lòng nhìn lướt qua Trần Quần An, Trần Tang, 5 năm qua, ông làm việc không tồi, nếu không phải ông Du Thuyết, thương hội chúng ta sao có thể phát triển nhanh như vậy. Trong buổi họp thường niên năm nay, ông nhất định là người có công đứng đầu. Tôi sẽ giúp ông giành công trước mặt hội trưởng. Hôm nay họp xong, ông chính là người phát ngôn của chúng tôi tại Giang Nam. Đợi các con ông trưởng thành, tôi sẽ trực tiếp sắp xếp cho bọn chúng đi học tại Đại học Kyoto. Trần Quần An vô cùng kích động, vội vàng gật đầu, được, được, vậy thay tôi cảm ơn hội trưởng. Ông ta từ một gã ăn mày, có thể bò lên được như ngày hôm nay, toàn bộ đều là tự mình bước từng bước một, bò lên. Trong quá trình đó có bao nhiêu gian khổ, chỉ có Trần Quần An tự mình biết. Hôm nay, rốt cục cũng có thể ngóc đầu. Nhưng mà, Trần Quần An lại nhướng mày, có hơi lo lắng. Nhưng mà cái gì, Koizumi Kotaro hỏi. Trần Quần An thấp giọng nói, vua Giang Nam đã chết, hiện tại các thuộc hạ của ông ta đã thành năm bè bảy mảng. Nhà họ Triệu diệt, hiện tại tập đoàn do nhà họ Triệu đứng đầu cũng hoảng loạn như ruồi nhặng không đầu. Nếu lúc này, chúng ta rèn sắt khi còn nóng, thu nạp những người này. Về sau, Giang Nam sẽ do thương hội đông doanh chúng ta định đoạt. Rất rõ ràng, Trần Quần An đã coi mình là người của thương hội đông doanh. Đây là một con chó trung thành. Ông Trần, ông thật là trung thành và tận tâm, đúng là có lòng, Koizumi Kotaro hiểu ý cười, vỗ vỗ vai Trần Quần An. Trần Quần An khom người, làm việc cho thương hội đông doanh là vinh hạnh của tôi. Lông mày ông ta lại nhíu lại, nhưng, Diệp Bắc Minh kia là một phiền phức. Kazuo Karasawa cười lạnh một tiếng, một tên Diệp Bắc Minh, có thể gây rối gì? Người Long Quốc các người không có năng lực, bị một tên 20 tuổi giết. Cho rằng đảo quốc đông doanh chúng tôi cũng không có tài cán gì như các người à. Hơn nữa, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cậu ta không gây phiền toái, chúng ta không trêu chọc cậu ta, nếu như cậu ta gây phiền phức. Ha ha! Kazuo Karasawa không ngăn được cười khẩy, ánh mắt lạnh lùng, gia tộc Karasawa tôi là thế gia võ đạo của đông doanh, nếu hắn ta dám tới gây chuyện, giết. Nói phải! Trần Quần An cười gật đầu. Trần Quần An! Đúng lúc này, một giọng nói lạnh như băng truyền đến. Ai đang gọi tôi? Trần Quần An theo bản năng đáp lại một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía giọng nói kia truyền đến. Chỉ thấy, một người trẻ tuổi đứng trên đường ở phía đối diện, mặc kệ dòng xe cộ qua lại, anh đi về phía cửa lớn thương hội đông doanh. Diệp Bắc Minh. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh, trái tim Trần Quần An nhảy dựng lên. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Sắc mặt của mấy người đông doanh đứng ở cửa thương hội đông doanh cũng trầm xuống. Ông Koizumi, ông Karasawa, cậu ta chính là Diệp Bắc Minh, Trần Quần An vội vàng nói. Diệp Bắc Minh, Koizumi Kotaro và Kazuo Karasawa nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong lòng có chút kinh ngạc. Chính là người trẻ tuổi như này đã diệt cả nhà họ Triệu. Vua Giang Nam cũng bởi vì hắn mà chết. Cậu ta thoạt nhìn rõ ràng chỉ giống như một sinh viên đại học bình thường, vô hại. Người như vậy có thể diệt nhà họ Triệu, quả thật rất khó tin. Diệp Bắc Minh đi qua dòng xe cộ, đến trước cửa thương hội đông doanh, không đếm xỉa đám người đông doanh, ánh mắt lạnh như băng nhìn Trần Quần An. Trần Quần An, lão cáo già. 5 năm qua đi, ông ta sớm đã không còn là gã ăn mày năm xưa. Ông ta hiện tại là ông Trần lừng lẫy nổi tiếng của cả thành phố Giang Nam. Tuy Diệp Bắc Minh đã diệt nhà họ Triệu, nhưng trong mắt Trần Quần An, anh vẫn chỉ là một đứa nhóc. Hơn nữa, còn có người đông doanh ở đây, Trần Quần An không tin, Diệp Bắc Minh có thể làm gì ông ta. Sau chấn động ngắn ngủi, Trần Quần An cười nói, là Bắc Minh à, tôi sớm đã nghe nói cậu trở về, vẫn luôn chưa gặp được cậu. 5 năm rồi, thảm kịch năm đó của nhà họ Diệp, tôi vô cùng đau đớn. Trở lại là tốt rồi. Cậu bảy Diệp trên trời có linh thiêng, có thể được an ủi rồi. Sau khi nói xong, Trần Quần An còn ngẩng đầu nhìn trời, trong ánh mắt giống như có nước mắt đang chuyển động. Dối trá. Giả tạo. Vô sỉ. Diệp Bắc Minh nhớ rõ, lúc trước Trần Quần An mở miệng là gọi bố của anh Diệp đại ca.
Hiện giờ, không còn gọi Diệp đại ca, gọi thẳng tên cậu Bảy Diệp. Diệp Bắc Minh cười đầy thâm ý, Trần Quần An, nghe nói sau khi bố tôi chết, nhà máy ông ấy để lại hiện tại đã rơi vào tay ông. Trần Quần An sửng sốt, chợt cười nói, đúng vậy, Bắc Minh à, cậu không biết, năm đó sự việc rất phức tạp. Ồ, phải không, phức tạp đến mức nào, Diệp Bắc Minh cười mỉm nhìn Trần Quần An. Trần Quần An nhìn nụ cười mang theo chút giễu cợt này của Diệp Bắc Minh, trong lòng ông ta dâng lên ngọn lửa giận. Cái thằng nhãi con, mày có thái độ gì đây? Ông đây bây giờ là ông Trần của Giang Nam, buôn bán với người Đông Doanh. Nếu không sợ thực lực võ đạo của Diệp Bắc Minh, ông ta đã sớm cho người động thủ, tiễn Diệp Bắc Minh đi gặp Diêm Vương. Trần Quần An nặn ra một nụ cười, năm đó giá trị thị trường của nhà máy do bố cậu để lại cũng chỉ có 20-30 triệu. Sau này bố cậu chết đi, các công nhân trong nhà máy đề cử tôi làm quản đốc, những năm qua tôi làm kinh doanh với người Đông Doanh, phát triển nhà máy. Bắc Minh nếu cậu muốn lấy lại nhà máy của bố cậu, tôi hoàn toàn đồng ý. Chi phiếu. Trần Quần An vẫy tay một cái, thư ký xinh đẹp bên cạnh lập tức lấy ra một cái tờ chi phiếu. Trần Quần An vô cùng lưu loát, viết con số 30 triệu lên trên đó, sau đó ký tên, đưa về phía Diệp Bắc Minh. Bắc Minh, 30 triệu này, coi như là bồi thường cho cậu. Cậu cầm số tiền này, làm kinh doanh nhỏ hoặc là mua căn nhà đều được. Chú Trần, chú đối xử với tôi thật tốt. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, tiến lên trước từng bước một. Cô Izumi Kotaro và Kazuo Karasawa thấy thế, lùi về phía sau một bước theo bản năng. Bởi vì, trên người Diệp Bắc Minh mang theo một luồng huyết khí. Loại huyết khí này, không nhìn được, không sờ được. Lại làm cho người ta vô thức sợ hãi trong lòng. Đây là nhân vật đáng sợ đã đánh chết tông sư võ đạo. Đừng sợ. Kazuo Karasawa mở miệng. Cô Izumi Kotaro gật gật đầu, nơi này là cửa lớn thương hội Đông Doanh, hắn ta không tin Diệp Bắc Minh dám làm gì. Trần Quần An cũng sợ tới mức tay run run, nhưng thấy Diệp Bắc Minh nở nụ cười tươi tắn như không hề có chút ác ý nào, vẫn giơ chi phiếu lên, thế thì đi thôi Bắc Minh, nếu cậu đã muốn kinh doanh thì tôi có thể hướng dẫn cậu. Được. Diệp Bắc Minh cười. Giơ tay chộp lấy tờ chi phiếu 30 triệu kia. Sâu trong đáy mắt Trần Quần An chợt hiện lên vẻ đắc ý. Cứ tưởng là có gì đó phiền toái lắm, chỉ có 30 triệu đã có thể đuổi đi được, giống với thằng bố nó, chẳng có tí bản lĩnh gì, Trần Quần An thầm nghĩ, khóe miệng nở nụ cười. Nhưng một giây sau đó, Diệp Bắc Minh đột nhiên ra tay, nhanh chóng bắt lấy cổ tay Trần Quần An. Cậu làm cái gì thế? Trần Quần An giật mình hoảng hốt. Xoẹt! Diệp Bắc Minh dùng sức xé mạnh. Một cánh tay của Trần Quần An nhanh chóng bị xé xuống. Chỗ bả vai lập tức xuất hiện một miệng vết thương. Máu tươi đầm đìa. Đau nhức. Hoảng sợ. Kêu la thảm thiết. Bối rối. Khiếp sợ. Vô số cảm xúc chợt lướt nhanh qua đầu Trần Quần An. Ông ta lập tức gào thét thảm thiết. A, tay của tao. Tay của tao, Diệp Bắc Minh, thằng con hoang khốn kiếp này, mày dám đối xử với tao như vậy ư? Má mày, má mày, má mày. Ông Karasawa, hãy giết nó, giúp tôi giết chết nó đi. A, à, Trần Quần An kêu la thảm thiết, cứ đi loanh quanh trước cửa thương hội Đông Doanh. Một số ông lớn giàu có đã vào trong thương hội Đông Doanh nghe thấy giọng ông ta bèn đi ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì lập tức hít sâu một hơi. Một vài người lái xe đi ngang thấy cảnh đó cũng ngây hết cả người. Một cánh tay của Trần Quần An đã bị xé xuống, cơ bắp, xương cốt, da, mạch máu. Tất cả đều bị Diệp Bắc Minh xé toạc ra, cảm giác đau đớn đó là thứ mà người bình thường có thể chịu được ư. Vệ sĩ và thư ký của Trần Quần An đều hoảng sợ đứng đực ra đó, trừng lớn hai mắt. Bọn họ quên cả phản ứng. Sức mạnh của một người sao lại kinh khủng đến như thế được. Một cánh tay, lại có thể xé toạc ra như thế. À, Diệp Bắc Minh, thằng con hoang này, mày dám đối xử với tao như vậy ư? À, Trần Quần An không nhịn được kêu la thảm thiết, vô cùng đau đớn. Dù là Chu Thiên Hạo theo sau Diệp Bắc Minh thì trán cũng vã mồ hôi lạnh. Quá đột ngột, quá đáng sợ. Khóe miệng Diệp Bắc Minh mang theo nụ cười, ném cánh tay của Trần Quần An xuống đất, nhấc chân dẫm nát, năm đó bố tôi đối xử với ông như thế nào? Lương tâm của ông đã bị chó ăn mất rồi hả? Khi ông đói đến mức không có gì ăn, bố tôi đã cho ông một miếng cơm.
khi ông chẳng có nơi để ngủ, bố tôi đã thuê cho ông một căn nhà. Phát tiền lương cho ông ăn, cho ông ở, dạy ông cách kinh doanh làm ăn. Ông đền đáp bố tôi như thế hả? Diệp Bắc Minh cứ như thần chết, không hề để ý tới bất kỳ ai, đi thẳng về phía Trần Quần An. Mày! Trần Quần An hoảng sợ, giơ cánh tay còn lại chỉ vào Diệp Bắc Minh, mày làm tao bị thương nặng như vậy. A! À, Trần Quần An lại hét thảm một tiếng. Xoẹt xoẹt! Diệp Bắc Minh tóm lấy cánh tay còn lại của Trần Quần An, lại kéo mạnh. Tiếng cơ bắp bị xé rách khiến da đầu con người ta run lên, cả người sợ run. Xoẹt! Tiếng hít khí lạnh thật mạnh vang lên. Tất cả những ông lớn có mặt ở đó đều ngây hết cả người. Dù là bọn họ cũng chưa từng gặp được cảnh tượng thế này bao giờ. Lúc này cô Izumi Kotaro mới phản ứng lại, hét lớn một tiếng, Diệp Bắc Minh, anh đang làm cái gì vậy? Ông Trần là sứ giả của Đông Doanh chúng tôi, ông ấy đã có quốc tịch của Đông Doanh, từ nay về sau sẽ là người của đảo quốc Đông Doanh, anh dám tổn thương ông ấy như thế ư? Dừng tay lại cho tôi. Kazuo Karasawa tức giận, quát lên một tiếng thật to. Hắn ta như mãnh hổ xuống núi, xuất hiện sau lưng Diệp Bắc Minh, tung một đấm vào ngay sau tim anh. Cút! Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng thật lớn, trở tay đánh một quyền, hai nắm đấm va chạm vào nhau. Bịch 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 bịch. Kazuo Karasawa lùi về sau một hơi hẳn mấy chục bước, suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Vẻ mặt hắn ta đầy khiếp sợ, không dám tin nhìn Diệp Bắc Minh. Hắn ta là tông sư võ đạo, là gia chủ của gia tộc Karasawa. Thực lực võ đạo của hắn ta trên bảng xếp hạng tông sư châu Á có thể nằm trong top 300. Thế mà một đấm của Diệp Bắc Minh lại có thể đánh lui hắn ta. Đúng là không thể tin nổi. Nên biết rằng, bảng xếp hạng tông sư châu Á chỉ có tổng cộng 1.000 cái tên. Tông sư đứng sau hạng 500 đều là lũ vô dụng đi lên bằng thuốc nọ thuốc kia. So với những tông sư võ đạo thật sự như họ có thể nói là vô cùng khác biệt. Tông sư võ đạo đi lên bằng dược vật cũng chỉ có thể làm vệ sĩ cho mấy người giàu có, hoặc là phục vụ cho một số gia tộc. Chỉ có những tông sư võ đạo đứng đầu như họ mới đi vào cảnh giới tông sư võ đạo bằng cách tu luyện. Hạng 500 trên bảng xếp hạng tông sư châu Á chính là lằn danh phân chia thực lực. Hạng sau 500 đều là rác rưởi. Nằm trong top 500 mới được gọi là những tông sư võ đạo. Mà trong top 300 lại càng là cao thủ. Những người đó một là xuất thân từ gia tộc võ đạo, hai là đi ra từ quân đội nước nhà. Diệp Bắc Minh dùng một đấm đánh hắn ta lùi lại, thực lực chắc chắn nằm trong top 300. Anh bao nhiêu tuổi? Chắc chỉ mới hai mấy nhỉ? Dù dùng dược vật để đi vào bảng xếp hạng các tông sư đứng đầu châu Á thì cũng phải qua đầu ba. Trong số 300 tông sư võ đạo đứng đầu đó không có người nào dưới 50. Mí mắt Kazuo Karasawa giật thật mạnh, khi hắn ta đang khiếp sợ thì Diệp Bắc Minh lại ra tay, một cước đá Trần Quần An văng xa, giẫm nát bắp đùi ông ta. Phập! Một đùi của Trần Quần An lập tức khô quắt đi. Máu thịt và xương cốt đã bị giẫm nát, da cũng dính lại với nhau. A! À, Trần Quần An phát ra tiếng hét như chọc tiết heo, ông ta muốn chết ngất đi để quên nỗi đau đớn này. Đáng tiếc, ông ta căn bản không thể làm được. Đau nhức lan ra khắp các dây thần kinh khiến ông ta vô cùng tỉnh táo. Cảm giác đau đớn này còn đáng sợ hơn giết chết ông ta cả ngàn lần. Bốp bốp bốp, Trần Quần An quỳ rạp dưới đất, dập đầu, Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi đi, tôi không muốn chết, hu hu hu, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không nên cắn nuốt sản nghiệp của gia đình cậu, tất cả là do lũ Đông Doanh này, là chúng sai xử tôi. Bọn chúng, tất cả đều do chúng. Chính là cô Izumi Kotaro và Kazuo Karasawa, chúng muốn xây nhà xưởng ở Giang Nam, bố cậu chính là chướng ngại vật của chúng. Trần Quần An khai ra hết. Thế à, Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Trần Quần An chỉ là một con chó, đám Đông Doanh kia mới là kẻ đầu sỏ. Trần Quần An run rẩy nói, đừng. Yên tâm, tạm thời ông chưa thể chết được, Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Nhưng trong mắt Trần Quần An thì nụ cười đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Ông ta chỉ thấy Diệp Bắc Minh đưa tay, đầu ngón tay xuất hiện vài ngân châm, xoạt một cái ghim vào vết thương của bả vai và đùi của Trần Quần An. Ngân châm ghim vào. Máu được cầm nhanh trong nháy mắt. Tạm thời Trần Quần An sẽ không chết vì mất máu quá nhiều. Nhưng cảm giác đau đớn đó thì ông ta không thể nào trốn được, chỉ có thể cắn răng chịu,
Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Sau khi làm xong, Diệp Bắc Minh chậm rãi quay đầu nhìn đám người đông doanh, bình tĩnh hỏi, đây là con chó các người nuôi, hôm nay nó cắn nhà họ Diệp tôi, các người tính thế nào? Âm u, lạnh lẽo như băng. Cô Izumi Kotaro lạnh đến mức rùng mình. Dù đối mặt với con rắn cực độc thì hắn ta cũng không có cảm giác này. Hắn ta có cảm giác người đàn ông đứng trước mặt mình còn đáng sợ hơn loài rắn cực độc gấp ngàn lần. Nếu để anh quấn lấy, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, cả Kazuo Karasawa còn không thể ngăn nổi một đấm của Diệp Bắc Minh, cô Izumi Kotaro đã biết được thực lực võ đạo đáng sợ của anh. Anh Diệp Bắc Minh, anh đừng hiểu lầm. 5 năm trước đúng là chúng tôi có ý định ra tay, đối phó với nhà xưởng của bố anh. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp ra tay thì nhà họ Diệp đã bị tiêu diệt. Cô Izumi Kotaro nhanh chóng lên tiếng, dứt khoát thừa nhận. Sau đó, do Trần Quần An chủ động tìm tới chúng tôi, nói ông ta có thể giúp chúng tôi. Tôi lấy danh dự của Thương hội Đông Doanh ra thề, chuyện này chắc chắn không liên quan gì đến chúng tôi hết. Không có liên quan hả? Ha ha, Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Một câu không liên quan nghe nhẹ nhàng thế. Là phủi hết đi chắc. Nếu Trần Quần An không được đám người Đông Doanh ủng hộ thì sao có thể đi tới ngày hôm nay? Sao có thể chiếm lấy nhà xưởng của nhà họ Diệp? Kazuo Karasawa đi tới, cùng là tông sư võ đạo, hắn ta không sợ Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, tôi biết thực lực võ đạo của cậu rất mạnh, nhưng nước cậu có câu thế này, núi cao còn có núi cao hơn, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Gia tộc Karasawa tôi có đại tông sư bảo vệ, sẽ không để mặc cho cậu thích làm gì thì làm. Cô Izumi Kotaro thấy thế, cũng bổ sung thêm một câu, anh Diệp Bắc Minh, chúng tôi là người Đông Doanh, nếu anh dám làm bậy ở Thương hội Đông Doanh thì sẽ dẫn đến quan hệ quốc tế. Uy hiếp, cảnh cáo, chỉ cần Diệp Bắc Minh biết suy nghĩ, thì sẽ không tiếp tục dây dưa như thế. Còn Trần Quần An, muốn phế thì cứ phế đi. Cùng lắm thì, bọn họ đi tìm một con chó khác, có khi nó còn nghe lời hơn đấy. Chó gây họa thì chủ phải chịu trách nhiệm. Và lại tôi cũng muốn thử xem mấy người chết rồi thì rốt cuộc có dính đến quan hệ quốc tế hay không, Diệp Bắc Minh thản nhiên nói. Anh nói cái gì? Mặt cô Izumi Kotaro lập tức thay đổi, lùi về sau vài bước. Giết nó! Kazuo Karasawa đã chuẩn bị trước, hét lớn một tiếng, trong thương hội đông doanh phía sau có một đám võ sĩ áo đen lao ra. 30 võ sĩ áo đen vào tới, bọn họ đều là tử sĩ mà Kazuo Karasawa huấn luyện ra. Xoạt xoạt xoạt, hơi thở của đám võ sĩ đó vô cùng hung hãn, khát máu, tàn bạo. Diệp Bắc Minh chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, đây đều là những võ giả cấp thiên dùng dược vật để tạo ra. 30 tử sĩ cấp thiên, dù là tông sư võ đạo cũng phải cắn răng nuốt hận. Lũ người đông doanh này quả nhiên không hề có lòng tốt, thế lực của chúng ở đất nước họ lại khổng lồ đến như thế. Một võ sĩ xông lên, thanh đao trong tay từ trên trời giáng xuống nhanh như chớp. Chuẩn bị tiến đầu của Diệp Bắc Minh rời khỏi cổ anh. Keng! Diệp Bắc Minh giơ hai ngón tay, kẹp lấy thanh đao của võ sĩ đó, nội kình chấn động mạnh. Thanh đao kia nhanh chóng nổ tung. Hóa thành chục mảnh nhỏ. Mày, võ sĩ kia ngây người. Kazuo Karasawa và cô Izumi Kotaro cũng giật mình. Đó chính là đao võ sĩ được rèn từ thép nguyên chất, chém được cả sắt thép bình thường. Thực lực của Diệp Bắc Minh đáng sợ đến thế ư. Dầm. Một tiếng vang thật lớn, một đấm của Diệp Bắc Minh dừng lại ở ngực của võ sĩ nọ. Ngực tên kia lõm xuống, lưng lại gồ lên một khối to, trực tiếp ngã xuống đất chết tươi. Hai võ sĩ, một trái một phải lao tới. Diệp Bắc Minh giơ hai tay, cùng chụp lấy đầu của cả hai người. Bốp! Trái và phải chạm vào nhau, não văng tung tóe. Tên khốn kiếp! Sau lưng lại xuất hiện 5 võ sĩ. Bọn họ đi guốc gỗ, lao với tốc độ cực nhanh. 5 thanh đao võ sĩ chém tới, đao quang kiếm ảnh khiến đám tai to mặt lớn đang đứng xem cuộc chiến dựng thẳng tóc gáy. Diệp Bắc Minh ngồi xổm xuống, liên tục đá ra 5 cái như gió thu cuốn hết sạch lá vàng. Bốp, 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 bốp. 5 võ sĩ đông doanh bay ra ngoài như chó chết, sau đó rơi xuống đường cái. Két. Chiếc xe chở hàng to đang chạy tới. Phanh không kịp nên cán ngang qua người họ. Ngu xuẩn. Đám võ sĩ còn lại thấy người bên mình chết thảm thì tức giận gầm lên. Diệp Bắc Minh cười khẽ,
bọn họ còn chưa kịp ra tay thì anh đã vọt vào trong đám người. Bốp, một võ sĩ bị anh đá chết. Răng rắc, một đấm đánh ra, như đánh xuyên qua cả ngọn núi, ngực võ sĩ đó lõm xuống. Bảy tám người sau lưng cũng thế, ngực đều bị đánh bay, xương sườn gãy lìa, đâm vào lục phủ ngũ tạng, lập tức chết tươi. Rầm, Diệp Bắc Minh lại nhảy lên, bỗng lao vụt lên cao mười mấy mét dẫm nát đầu đám võ sĩ kia. Như chuồn chuồn lướt nước, mỗi lần dẫm xuống một người. 30 tử sĩ cấp thiên trong tay Diệp Bắc Minh còn chẳng thể chịu nổi quá 3 phút, tất cả đều chết hết. Không khí rơi vào một mảnh yên tĩnh. Đám người giàu của Giang Nam đến thương hội đông doanh đứng yên đó, cả người run run, sắc mặt già nua trắng bệch. Thanh niên trước mặt không khác gì một thần chết. Dù là Chu Thiên Hạo đi cùng anh cũng không nhịn được run rẩy. Ông biết Diệp Bắc Minh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Con người Diệp Bắc Minh khẽ đảo qua. Cô Izumi Kotaro và Kazuo Karasawa đã sớm biến mất không còn bóng dáng, muốn chạy hả? Chỉ cần là kẻ liên quan đến thảm án của nhà họ Diệp 5 năm trước, thì chẳng có ai là vô tội. Chú Chu, trông chừng Trần Quần An, cháu đi giết người. Anh lao nhanh đi vào trong thương hội đông doanh. Bấy giờ, cô Izumi Kotaro và Kazuo Karasawa đã chạy vào nơi sâu nhất trong thương hội đông doanh. Cả người Kazuo Karasawa vã mồ hôi lạnh. Hắn ta là tông sư võ đạo, nhưng khoảnh khắc Diệp Bắc Minh vừa ra tay thì hắn ta đã biết mình không phải là đối thủ của người này. Mặt mũi cô Izumi Kotaro trắng bệch, sau khi lao vào phòng luyện thép thì đã tức giận mắng vừa gào tên điên. Thằng điên đó, sao trên đời lại có một kẻ điên như nó? Lũ người chết tiệt, tên khốn nạn đó. Nó làm như thế là trực tiếp phá vỡ kế hoạch của chúng ta. Không được, tôi phải tìm đại sứ quán nước ta. Nhất định phải mang tên giết người hung tàn này ra công lý. Cô Izumi Kotaro nói xong bèn run rẩy cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số. Bịch. Lúc này, cửa phòng chế tạo phát ra tiếng vang rất lớn. Hình như có người đang va chạm mạnh vào vách tường. Tiếng kêu la hoảng sợ và thảm thiết vang vọng. Cô Izumi Kotaro biết, vệ sĩ bên ngoài đã bị Diệp Bắc Minh giải quyết sạch. Đáng chết, sao thằng khốn đó lại nhanh tới vậy? Tay của cô Izumi Kotaro đang run lên trông thấy, gương mặt nhăn nhúm và nói chuyện cũng không còn lưu loát, nghe. Nghe. Mau nghe máy đi. Nếu còn không chịu nghe thì chúng tôi sẽ chết hết. Kazuo Karasawa là một tông sư võ đạo nên vẫn còn bình tĩnh suy xét và an ủi một câu, yên tâm, vách tường này là thép nguyên khối dày tận 5cm, dù có dùng súng bắn cũng không thể xuyên qua được. Vừa dứt lời. Một tiếng nổ đầy khủng bố vang lên. Vang vọng cả căn phòng. A, à, cô Izumi Kotaro hét thảm một tiếng, màng nhĩ đã rách mất. Máu tươi đầm đìa. Đồng tử Kazuo Karasawa co rụt lại, không dám tin nhìn vách tường thép kia. Trông thấy cảnh tượng khó tin nhất trong đời. Chỉ thấy, trên vách tường dày 5cm đó là một hình nắm đấm trực tiếp lồi lên. Rầm, lại thêm một đấm. Dấu nắm đấm thứ hai xuất hiện. Hương. Kazuo Karasawa hít sâu một hơi, da đầu tê dần, cả người sợ run, nổi hết cả da gà da vịt. Con người hắn ta nhìn chằm chằm vào những dấu nắm đấm ngày càng nhiều trên vách tường. Đó chính là Diệp Bắc Minh tung hết đấm này đến đấm khác. Nó có còn là người không? Sao có thể làm như thế được? Đó chính là thép nguyên tấm dày 5cm đấy, đại tông sư còn chưa chắc đã đánh vào được. Nó là cái gì cơ chứ? Kazuo Karasawa bắt đầu run lẩy bẩy. Bấy giờ, cuối cùng hắn ta cũng biết được rốt cuộc mình và thanh niên bên ngoài có sự chênh lệch lớn đến mức nào. Nghe máy rồi, nghe rồi. Cô Izumi Kotaro xúc động đến nỗi bật khóc, người đàn ông của đảo quốc Đông Doanh như nhũn hết cả hai chân, hét lên, thưa ông Tokugawa, cứu mạng với. Có tên điên đang lao vào thương hội của chúng tôi. Tử sĩ của Karasawa đã bị tên đó giết chết sạch. Bây giờ nó đang ở ngay bên ngoài phòng, sẽ xông vào rất nhanh. Ông Tokugawa, tôi là người đầy tớ trung thành nhất của ông mà, ông không thể bỏ mặc tôi không cứu được. Hu hu hu. Nắm đấm của Diệp Bắc Minh vẫn vụt mạnh vào tấm thép. Tinh thần của cô Izumi Kotaro gần như sụp đổ. Hắn ta không muốn chết, dù chỉ là một chút. Cứ tưởng rằng bản thân có thể tùy ý nắm bóp người Long Quốc, chỉ cần dùng lợi ích để dụ dỗ là có thể giải quyết được bọn họ.
Thế nhưng Diệp Bắc Minh là một kẻ hoàn toàn khác biệt. Không, anh là ma quỷ. Bấy giờ, trong đại sứ quán của đảo quốc Đông Doanh ở Trung Hải. Trong một văn phòng vô cùng sang trọng và lộng lẫy. Masao Tokugawa nghe điện thoại xong thì chấn động. Kotaro, cậu làm sao thế? Là âm thanh, bên kia có âm thanh gì thế? Sao lại thế này? Cậu trốn vào phòng an toàn rồi hả? Cô Izumi Kotaro nghe thấy tiếng Diệp Bắc Minh đấm vào vách thép trong điện thoại. Vô cùng bất ngờ và kinh ngạc. Ông ta ở Đại sứ quán Đông Doanh ở Trung Hải, mà lại không biết chuyện ở Thương hội Đông Doanh Giang Nam. Diệp Bắc Minh, là Diệp Bắc Minh, nó đã đánh vào Thương hội, cô Izumi Kotaro lớn tiếng gào thét. Bộp! Đầu dây bên kia phát ra một tiếng vang rất lớn. Suýt chút nữa phá rách cả màng nhĩ của Masao Tokugawa. Âm thanh đã dừng lại. Masao Tokugawa nói to, alo, 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 Kotaro, Kotaro, nói gì đi, alo. Đáng chết, mau, lập tức đi thăm dò xem rốt cuộc ở Giang Nam đã xảy ra chuyện gì. Bộp, một đấm cuối cùng của Diệp Bắc Minh rơi xuống. Tấm thép dày 5cm đã bị anh đục lỗ. Một lỗ hổng hình chữ nhật bị anh đánh nát ra. Tấm thép bay vào trong, trực tiếp phá nát bàn làm việc trước mặt cô Izumi Kotaro. Điện thoại đã cúp. Cô Izumi Kotaro nhìn thấy mặt Diệp Bắc Minh thì sợ đến mức chân mềm nhũn. Người đàn ông như thần chết chậm rãi đi vào phòng an toàn bằng thép. Chỉ có một đường thoát, nằm ngay sau lưng anh. Cô Izumi Kotaro hết sức tuyệt vọng. Đầu Kazuo Karasawa đầy mồ hôi. Vị tông sư võ đạo của Đông Doanh này suy nghĩ một lát rồi lập tức quỳ phịch xuống không chút do dự, dập đầu cậu Diệp, tôi sai rồi. Thật lòng xin lỗi cậu, chuyện này không có liên quan gì tới tôi cả, tôi lấy tư cách của gia chủ tộc Karasawa để thề, chỉ cần cậu thả tôi đi, thì từ đây về sau tôi sẽ cút về Đông Doanh. Cả đời không bao giờ sang đây dù chỉ là nửa bước. Kazuo Karasawa, ông, cô Izumi Kotaro ngẩn người. Kazuo Karasawa cười lạnh, cô Izumi Kotaro, Long Quốc có câu kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Cậu Diệp là thần thông võ học. Có lẽ đã đạt tới cảnh giới Đại Tông Sư. Đại Tông Sư, cơ thể cô Izumi Kotaro run lên. Một khi võ giả bước vào cảnh giới Đại Tông Sư, thì chắc chắn có thể nằm trong top 200 của bảng xếp hạng Tông Sư châu Á. Đó là khái niệm thế nào? Nói cách khác, dù có xếp hạng 200. Thì cả châu Á này cũng chỉ có 199 người mạnh hơn người đó. Châu Á có gần 2 tỷ dân, cao thủ nằm trong top 200 có thể nói là nắm trong tay sống chết của người bình thường. 2 mét, chỉ cần 2 mét thôi thì dù là đại tông sư, trong 2 mét đó bị đánh lén cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bây giờ mình chỉ cần đến cách nó khoảng 2 mét thôi. Kazuo Karasawa thầm nghĩ, sao hắn ta có thể đầu hàng được cơ chứ? Tinh thần võ sĩ đạo của đảo quốc Đông Doanh là thà chết chứ không chịu đầu hàng. Kazuo Karasawa lại tiếp tục nói, cậu Diệp, chỉ cần cậu tha cho tôi, sau này gia tộc Karasawa gặp cậu nhất định sẽ lùi bước. Sau này cậu chính là chủ nhân của cả gia tộc Karasawa. Khi nói những lời đó, Kazuo Karasawa đặt một tay ra sau lưng. Ra dấu với cô Izumi Kotaro. Cô Izumi Kotaro lập tức hiểu ra. Hắn ta định liều mạng. Cô Izumi Kotaro cực kỳ thông minh, lập tức phối hợp với Kazuo Karasawa, tức tối mắng Kazuo Karasawa, ông định đầu hàng ư. Ông đã quên đi những lời răn dạy của gia tộc rồi hả? Ông lại dám đầu hàng trước đám Long Quốc này. Kazuo Karasawa, ông sẽ trở thành tội đồ của cả gia tộc Karasawa. Cô Izumi Kotaro tỏ vẻ cực kỳ tức giận. Kazuo Karasawa cười lạnh, chỉ cần có thể sống. Tôi thấy chẳng sao cả. Tội đồ của gia tộc Karasawa hả? Ha ha, chỉ cần ông chết thì chuyện này có ai biết? Nói cho tôi biết, các người đã chiếm lấy nhà xưởng của gia đình tôi thế nào? Diệp Bắc Minh nở nụ cười. Kazuo Karasawa ngẩn người, trực tiếp bán đứng cô Izumi Kotaro, cậu Diệp. Chuyện là thế này, gia tộc Tokugawa có tham vọng rất lớn. Bọn họ muốn đến Long Quốc để kinh doanh. Vì nhà xưởng của nhà họ Diệp cản bước kế hoạch khổng lồ của Masao Tokugawa. Nên ông ta và cô Izumi Kotaro đã trực tiếp phá hủy nhà họ Diệp. Thậm chí còn định bắt cóc người nhà cậu. Nhưng mà, bố cậu cứng mềm gì đều không chịu. Diệp Bắc Minh nhướng mày, các người từng bắt cóc bố tôi. Không có,
nhưng mà, có gọi điện thoại uy hiếp, Kazuo Karasawa trả lời. Diệp Bắc Minh tiếp tục hỏi, Masao Tokugawa là người thế nào? Gia tộc Tokugawa rất mạnh, là gia tộc đứng đầu Đông Doanh, người bình thường căn bản không dám chọc. Trong 10 gia tộc võ đạo hàng đầu Đông Doanh thì có 6 nhà phục vụ cho gia tộc Tokugawa, Kazuo Karasawa nói. Cậu Diệp, tôi thật sự chưa từng làm tổn thương đến gia đình cậu. Tất cả đều do cô Izumi Kotaro làm. Tôi sẵn sàng cúi đầu nguyện trung thành với cậu, cầu xin cậu hãy tha cho tôi một mạng. Diệp Bắc Minh thản nhiên gật đầu, xem như ông biết điều, cút đi. Ha ha, bị lừa rồi. Trong lòng Kazuo Karasawa thầm cười to, Diệp Bắc Minh chỉ đứng cách cửa ra khoảng 3 mét. Nếu hắn ta đi qua cánh cửa đó, thì nhất định phải đi ngang qua phạm vi cách người anh 2 mét. Trong vòng 2 mét đó, Kazuo Karasawa mà dồn sức đánh lén. Thì cả đại tông sư cũng phải cắn răng nuốt hận. Cảm ơn cậu Diệp, tôi lập tức cút ngay, Kazuo Karasawa vội vàng nói. Hắn ta lập tức lao về phía cánh cửa sau lưng anh. 5 mét, 4 mét, 3 mét, 2 mét. Khoảnh khắc lướt qua Diệp Bắc Minh và đứng sau lưng anh. Bây giờ, Kazuo Karasawa chỉ cách Diệp Bắc Minh hơn 1 mét. Khoảng cách đó với một tông sư võ đạo mà nói là không khác gì dính chặt vào nhau. Đi chết đi. Kazuo Karasawa đột nhiên bùng nổ, nội lực trong người hắn ta đều ngưng tụ nơi cánh tay. Như con rắn độc cắn mạnh vào lưng Diệp Bắc Minh vị trí ngay tim. Nhanh như chớp. Chỉ cần tóm một cái, hắn ta có thể trực tiếp bóp nát ngực Diệp Bắc Minh, nắm nát trái tim anh. Trên mặt Kazuo Karasawa đã nở nụ cười của kẻ chiến thắng. Nhưng một giây sau đó, răng rắc, âm thanh giòn tan vang lên, nụ cười của Kazuo Karasawa cũng đông cứng lại trên mặt. Sao lại như thế được? Kazuo Karasawa lập tức gào lên như kẻ điên, trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài đến nơi. Hắn ta vừa mới nhìn thấy cảnh tượng khó tin nhất trên đời. Bàn tay Diệp Bắc Minh tạo thành một độ cong quái dị, vẫn đứng quay lưng về phía Kazuo Karasawa nhưng cái tay kia lại nắm chặt lấy cổ tay hắn ta. Như sắp thép ghìm chặt cổ tay Kazuo Karasawa, không thể nhúc nhích được chút nào. Sao lại như thế? Khoảng cách gần như vậy, hắn ta đã dồn hết sức, sao đối phương lại có thể phản ứng kịp? Không thể nào. Thằng danh con này rốt cuộc là người hay ma? Tốc độ phản ứng này, cả võ giả cảnh giới đại tông sư cũng không thể làm được. Hay là, anh không phải đại tông sư? Càng không thể. Bốp! Chán Kazuo Karasawa chảy đầy mồ hôi, Diệp Bắc Minh quay đầu, mỉm cười nhìn hắn ta. Diệp, cậu Diệp, tôi đùa với cậu thôi mà, môi Kazuo Karasawa run run, gương mặt già nua trắng bệch. Diệp Bắc Minh mỉm cười, đùa rất hay, tôi cũng đùa với ông một chút. Phụt! Diệp Bắc Minh dùng sức, một cánh tay của Kazuo Karasawa đã bị anh xé rách. A! À, tiếng la hét đau thấu cả tâm can. Kazuo Karasawa đau đến mức chết ngất. Xoẹt! Diệp Bắc Minh không chờ hắn ta phản ứng, nhanh chóng tóm lấy cánh tay còn lại tranh thủ xé xuống. A! À, cả người Kazuo Karasawa co rụt lại. Rõ ràng là một tông sư võ đạo của đảo quốc Đông Doanh, lại quỳ xuống đất như một con chó chết. Đùa thế này, cũng không tệ lắm nhỉ, Diệp Bắc Minh thoáng suy ngẫm. Kazuo Karasawa hoảng sợ nhìn Diệp Bắc Minh, chẳng khác gì nhìn ma nhìn quỷ. Thanh niên Long Quốc này quá đáng sợ. May, Diệp Bắc Minh, dù tao thành ma cũng sẽ không tha cho mày, Kazuo Karasawa cắn răng. Được, tôi giúp ông. Diệp Bắc Minh cười gật đầu, chân dẫm mạnh vào đầu Kazuo Karasawa. Cô Izumi Kotaro đứng đó sợ tới mức vãi cả nước tiểu, quỳ dạp xuống đất lết về phía Diệp Bắc Minh, anh Diệp Bắc Minh, hãy tha cho tôi. Bốp 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 bốp. Tha mạng cho tôi với, cô Izumi Kotaro như một con trùng không xương gật lên gật xuống, đầu đập xuống đất, máu tươi chảy ròng ròng. Diệp Bắc Minh từ trên cao thản nhiên nhìn xuống cô Izumi Kotaro, bình tĩnh nói, sai lầm đầu tiên của ông chính là không nên tính kế trên đầu gia đình tôi. Thứ hai là không nên chiếm lấy sản nghiệp nhà tôi. Thứ ba là người của đảo quốc Đông Doanh mà lại dám dương oai ở Long Quốc. Vốn là đáng chết. May, cô Izumi Kotaro ngẩng đầu. Một ngón tay chỉ vào Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh đang định ra tay giải quyết nốt cô Izumi Kotaro.
thì đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng anh, chờ đã Diệp Bắc Minh. Tôi không cho phép giết người này. Cậu Quân, hãy cứu tôi. Cô Izumi Kotaro ngẩng đầu lên, như vừa trông thấy người thân, kích động khóc lên. Một người đàn ông trông khá trẻ chắp tay sau lưng đi tới. Theo sau là một đám người hầu. Một số người giàu có từng hợp tác với thương hội đông doanh cũng theo sau. Vương Phú Quý, người giàu nhất huyện Giang Thủy, chủ tịch công ty ô tô Vĩnh Thịnh ở Giang Nam, Lâm Nhan chủ của khách sạn 5 sao Cẩm Viên cũng có mặt ở trong đó. Những người này, Diệp Bắc Minh đều đã gặp trong buổi tiệc mừng thọ của vua Giang Nam. Hôm nọ Diệp Bắc Minh còn đến trang viên của Lâm Nhan, chủ khách sạn 5 sao Cẩm Viên kia. Sắc mặt Chu Thiên Hạo trắng bệch, được mấy người đẩy vào. Có thể thấy, ông đã bị giữ chặt hai bên. Quân vô hối, Diệp Bắc Minh đã nhận ra thanh niên trẻ tuổi trước mặt. Trước đó không lâu gã từng đến chỗ của thập sư tỷ, muốn bắt thập sư tỷ. Đáng tiếc là bị quỷ ảnh và hàn mị bên cạnh thập sư tỷ đánh bại, rời đi một cách thảm hại. Hôm nay, quân vô hối lại xuất hiện. Quân vô hối mặc quần áo thoải mái, mang trên môi nụ cười bình tĩnh, nói, Diệp Bắc Minh, quả nhiên hôm đó mày có mặt trong nhà hàng. Hôm đó tao không thể dẫn mày đi, hôm nay mày còn muốn hành hung ngay trước mặt tao nữa hả? Thế nào, mày định lo chuyện bao đồng hả? Sắc mặt Diệp Bắc Minh đầy lạnh lùng. Quân vô hối nhìn sang cô Izumi Kotaro, người này bây giờ là phó hội trưởng của thương hội đông doanh. Nhà họ Quân tôi và thương hội đông doanh có hợp tác, nếu mày giết ông ta rồi, việc làm ăn của nhà họ Quân sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nên, mày hiểu ý tao rồi chứ? Sau lưng quân vô hối, Thanh Long và Chu Tước từng bước đi tới. Sức mạnh của tông sư đánh úp tới. Thanh Long, đứng thứ 279 trên bảng xếp hạng tông sư hàng đầu châu Á. Chu Tước, đứng thứ 286 trên bảng xếp hạng tông sư hàng đầu châu Á. Quân vô hối bình tĩnh nói. Mày là người thông minh, hôm nay sư tỷ mày không có mặt ở đây, mày có chắc là mày muốn chống lại nhóm bọn tao không? Thanh Long thản nhiên nói, Diệp Bắc Minh, chúng tôi không phải là loại vô dụng có thể bị cậu tát một cái chết như Dương Thiên Huyền đâu. Chu Tước cười lạnh, Dương Thiên Huyền, loại tông sư chó má đó nốc dược vật để tăng tu vi. Căn bản không được tính là tông sư. Bắc Minh, bỏ đi, chúng ta về nhà thôi, Chu Thiên Hạo run run mở miệng, cả bả vai cũng run rẩy. Nét mặt già nua của ông trắng bệch, tay chân vẫn không nhịn được run run. Quân vô hối. Nhà họ Quân ở Trung Hải. Một con quái vật lớn đấy. Đừng nói tới việc quân vô hối còn là con riêng của chiến thần Lăng Phong. Diệp Bắc Minh dù có mạnh đến mức nghịch thiên thì cũng lấy đâu ra gan đối đầu với chiến thần Lăng Phong. Mấy ông lớn ở đó đều cúi đầu, căn bản không dám nhìn quân vô hối. Bởi vì khí thế của gã thật sự rất đáng sợ. Quân vô hối còn chưa tới 25 tuổi, nhưng cái khí thế của người bề trên đó lại khiến con người ta phải kính sợ. Cô Izumi Kotaro biết, hôm nay mình vẫn chưa thể chết được, cuối cùng hắn ta cũng bất chấp tất cả, run rẩy đứng dậy điên cuồng cười to. Ha 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 ha, Diệp Bắc Minh, tao sẽ không chết. Ha ha ha, mày dám giết tao chắc, tao là đối tác làm ăn của nhà họ Quân, cậu Quân đang ở đây, mày có thể làm gì được tao? Ầm ĩ. Diệp Bắc Minh trở tay tát một cái. Đầu cô Izumi Kotaro xoay tròn vài vòng, cổ đã bị một tát của Diệp Bắc Minh tát gãy. Âm thanh đã biến mất. Danh con, mày dám làm như thế ư, khóe mắt Quân vô hối giật mạnh, trước mặt nhiều người như thế. Diệp Bắc Minh lại không nể mặt gã. Lòng gã bắt đầu bùng lên một ngọn lửa giận. Thanh Long, Chu Tước, bắt nó. Nếu nó dám đánh lại thì giết không cần hỏi. Quân vô hối lại nói thêm một câu rồi xoay người bỏ đi. Rõ. Thanh Long và Chu Tước gật đầu, đi về phía Diệp Bắc Minh. Ngu xuẩn, dám ra tay trước mặt tao, nếu không có Vương Như Yên, mày tưởng mình có thể sống thêm ngày nào ở Giang Nam chắc. Thế mà dám phớt lờ lời tao. Quân vô hối thầm nghĩ trong lòng. Gã đưa lưng về phía Diệp Bắc Minh, đi lững thững trong sân vắng hướng về phía cửa thương hội đông doanh. Một bước, hai bước, ba bước. Một nội kình mạnh mẽ bùng lên sau lưng gã. Thanh Long và Chu Tước ra tay. Bảy bước, tám bước, chín bước. Khi đi tới bước thứ 10, quân vô hối thầm nghĩ, chắc là Thanh Long và Chu Tước đã bắt được nó rồi nhỉ. 10 bước chắc là cũng đủ rồi. Cậu Quân. Mấy ông lớn ở đó hoảng sợ nhìn theo bóng lưng quân vô hối. Hửm,
Quân Vô Hối nhướng mày, hay là... Gã quay lại theo bản năng, sau đó đồng tử co rụt. Tim gần như ngừng đập. Chỉ thấy Thanh Long nằm trên đất, sau lưng có một lỗ thủng. Chu Tước bị Diệp Bát Minh tóm cổ, một tiếng, răng rắc, vang lên, cổ bị bóp nát. Hai đại hộ pháp bên cạnh chiến thần lăng phong. Thanh Long, Chu Tước chết. Mày! Quân Vô Hối lập tức hốt hoảng, giống như gặp quỷ. Những ông trùm giàu có giang nam kia đều trố mắt đứng nhìn, sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Hắn, Vương Phú Quý há miệng, có thể nhét vừa một quả đấm. Lâm Nhan bị dọa sợ, không ngừng run rẩy nhìn Diệp Bắc Minh. Chu Thiên Hạo càng thiếu chút nữa bị hù chết, trong mắt đều là nỗi khiếp sợ, Bắc Minh, cháu. Diệp Bắc Minh khẽ mỉm cười, chú yên tâm, không có gì phải sợ cả. Lần này cháu về rồi. Không ai có thể bắt nạt được nhà họ Chu, càng không ai dám bắt nạt được nhà họ Diệp. Được, được. Chu Thiên Hạo kích động run lẩy bẩy. Sợ hãi, kích động, run rẩy, tâm tình vô cùng phức tạp. Diệp Bắc Minh sải bước đi về phía Quân Vô Hối. Mày muốn làm gì? Đừng qua đây, Quân Vô Hối lùi về phía sau, trong mắt toàn là sợ hãi. Diệp Bắc Minh mặt tươi cười, mày đoán xem tao muốn làm gì? Anh lùi một bước, cho dù Quân Vô Hối không liên quan đến chiến thần Lăng Phong. Chỉ dựa vào hành động vừa rồi của gã, giết bất luận tội. Diệp Bắc Minh không thể buông tha cho gã. Diệp Bắc Minh từng bước đi đến, Quân Vô Hối sợ đến mức hồn bay phách lạc. Khí thế cấp trên của gã lập tức biến mất. Giống như một người bình thường, sắc mặt trắng bệch, lùi liên tục về phía sau. Mày đứng lại. Diệp Bắc Minh. Tao là người của nhà họ Quân ở Trung Hải. Mày dám làm tao bị thương. Đứng lại. Diệp Bắc Minh mỉm cười, vẫn chậm rãi bước đi. A, à, Quân Vô Hối sợ hết hồn hết vía, ngã ngồi trên đất. Ngẩng đầu lên, gã nhìn thấy ánh mắt lạnh băng như tử thần của Diệp Bắc Minh. Bố tao là chiến thần Lăng Phong. Quân Vô Hối nổi giận gầm lên một tiếng, gã biết lúc này chỉ có nói ra tên của chiến thần Lăng Phong, thừa nhận thân thế của mình. Vậy mới có một con đường sống. Chiến thần Lăng Phong, quyền uy lớn thật đấy, Diệp Bắc Minh thở dài. Một cước đạp nát đầu Quân Vô Hối. Xung quanh tĩnh lặng, Chu Thiên Hạo và một đám ông trùm giàu có giang nam đều nhìn Diệp Bắc Minh, chấn động đến cực điểm. Quân Vô Hối, chết rồi. Cứ như vậy bị Diệp Bắc Minh một cước giẫm chết. Trong sự kinh sợ của đám người, Diệp Bắc Minh đi ra phía ngoài thương hội Đông Doanh. Giọng nói bình tĩnh truyền ra, bắt đầu từ bây giờ, Giang Nam không còn thương hội Đông Doanh nữa. Nhà họ Diệp tôi đã trở lại rồi. Thương hội Đông Doanh bị diệt. Quân Vô Hối chết. Toàn bộ giới giàu có Giang Nam chấn động. Tin tức nhanh chóng truyền đến Trung Hải, toàn bộ giới cấp cao giống như nổi lên địa chấn. Trước đó nhà họ Triệu bị diệt, vua Giang Nam bị giết, Trung Hải cũng không chấn động như vậy. Lần này, chuyện liên quan đến thương hội Đông Doanh. Liên quan đến Quân Vô Hối. Tất cả cấp cao trong xã hội Trung Hải cũng không có cách nào giữ ổn định. Diệp Bắc Minh, đây rốt cuộc là yêu nghiệt gì vậy? Rốt cuộc muốn làm gì, vô số người thầm thì. Nhà họ Quân ở Trung Hải. Trong phòng khách tĩnh lặng, gần như tất cả tầng lớp cấp cao nhà họ Quân đều tập trung ở đây. Thi thể của Quân Vô Hối được người ta dùng máy bay đưa về. Đầu nổ tung, dáng vẻ chết vô cùng thê thảm. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, giống Quân Vô Hối 3-4 phần, khóc lóc chết đi sống lại, hu hu hu, Vô Hối, con trai của mẹ, hu 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 hu. Vô Hối chết rồi, con trai của mẹ chết rồi. Diệp Bắc Minh, là hắn giết con trai mẹ. Vô Hối, con chết thảm quá, hu hu hu, chết không toàn thây. Diệp Bắc Minh, tao phải giết mày, Quân Văn Tịnh nằm bò trên thi thể con trai. Quân Vô Hối chết rồi. Đối với nhà họ Quân mà nói, quả đúng là sấm sét giữa trời quang. Tất cả mọi người nhà họ Quân đều biết, Quân Vô Hối là con riêng của chiến thần Lăng Phong. Cũng vì có mối quan hệ này, chiến thần Lăng Phong mới ủng hộ nhà họ Quân, để nhà họ Quân ngồi vững vị trí thế gia thứ hai ở Trung Hải, đứng phía sau nhà họ Hàn. Hôm nay, Quân Vô Hối chết rồi. Toàn bộ không khí nhà họ Quân gần như đông cứng. Tất cả mọi người không dám thở mạnh. Chỉ có tiếng của Quân Văn Tịnh vang vọng trong phòng khách. Văn Tịnh. Đột nhiên, một giọng nói truyền tới. Tất cả người của nhà họ Quân đều quay đầu nhìn về phía cửa đại sảnh.
một người đàn ông tóc cắt cua, người khoác chiến giáp, bước nhanh đến. Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, đồng tử tất cả người nhà họ Quân đều co rút kịch liệt. Quân Văn Tịnh đứng dậy, giống như phát điên xông đến trước mặt người đàn ông. Bốp! Một cái tát rơi trên mặt người đàn ông. Cực kỳ giòn giã. Rít! Đám người nhà họ Quân hít một hơi lạnh. Đây chính là chiến thần Lăng Phong. To gan! Bà dám ra tay với chiến thần. Sau lưng chiến thần Lăng Phong, mấy tên cấm vệ quân quát lớn một tiếng, một luồng khí tức cấp tông sư phả vào mặt. Các người mới to gan, chiến thần Lăng Phong quát một tiếng, uy áp khủng khiếp, bắt những cấm vệ quân này lui ra khỏi đại sảnh nhà họ Quân. Chiến thần Lăng Phong mắt đỏ bừng, đau lòng nói, Văn Tịnh, xin lỗi. Tôi không thể bảo vệ tốt con trai của chúng ta. Hu 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 hu, Quân Văn Tịnh nhào vào trong lòng chiến thần Lăng Phong, khóc ngất, ông là chiến thần gì chứ? Ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được. Hu hu hu, vô hối, con trai của mẹ. Quân Văn Tịnh tê tâm liệt phế. Chiến thần Lăng Phong ôm người phụ nữ trong ngực, lạnh giọng nói, Văn Tịnh, bà yên tâm, Diệp Bắc Minh chắc chắn phải chết, tôi sẽ báo thù cho con trai chúng ta. Đại sứ quán đảo quốc Đông Doanh ở Trung Hải. Cô Izumi Kotaro chết rồi. Kazuo Karasawa chết rồi. Trụ sở chính thương hội Đông Doanh cũng bị người ta tiêu diệt. Tất cả công ty, gia tộc, phú hào ở Giang Nam hợp tác với thương hội Đông Doanh đều hủy bỏ hợp đồng. Trong phòng làm việc, Masao Tokugawa nghe xong tin tức này, tức giận rút ra thanh kiếm samurai ở bên cạnh. Bốp 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 bốp. Phòng làm việc vô cùng sang trọng bị ông ta chém bừa bãi. Gỗ đỏ giá hơn 1 triệu bị ông ta chém hỏng. Diệp Bắc Minh, giỏi lắm Diệp Bắc Minh, người từ đâu chui ra vậy? Dám ngăn cản đế quốc Đông Doanh của tao quật khởi. Ha 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 ha, Masao Tokugawa tức giận đến bật cười. Nhà họ Hàn, Trung Hải. Thần y Diệp khiêu chiến thương hội Đông Doanh, lại còn giết Quân vô hối, Hàn Nguyệt nhận được tin tức này, kinh ngạc hồi lâu. Hàn Kim Long ở bên cạnh, trong ánh mắt đục ngầu thoáng qua vẻ bất ngờ, cậu thanh niên này, ngược lại có vài phần khí phách. Hàn Nguyệt mặc một chiếc sườn xám mỏng, vóc dáng thon thả, đường cong chữ S, có thể nhìn thoáng qua trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vẫn còn một chút kinh ngạc. Ông nội, dù là thương hội Đông Doanh hay Quân vô hối, đều là người không thể động. Giang Nam, Giang Bắc, Kim Lăng, Giang Đông, Trung Hải, cho dù là ai, động vào hai người cũng phải nhìn xem mình có đủ tư cách hay không. Thần y Diệp cậu ta quá to gan. Ha 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 ha. Hàn Kim Long cười ngạo nghễ, rất có phong thái giống lão phu năm đó. Ông nội, anh ta nào có thể so với ông, Hàn Nguyệt lắc đầu. Ồ, Hàn Kim Long nhìn về phía cháu gái. Hàn Nguyệt kiêu ngạo nói, ông nội, ông có thân phận gì chứ? Một tay sáng lập nhà họ Hàn, ông trùm bến Trung Hải năm đó nhìn thấy ông cũng phải nể mặt vài phần. Nhìn nhà họ Quân dù có chiến thần Lăng Phong chống lưng, nhưng vẫn có thể bị nhà họ Hàn chúng ta đè ép. Hàn Kim Long khẽ mỉm cười, Diệp Bắc Minh này khí phách không bằng ông nội năm đó. Nếu như có thể, Nguyệt Nhi, cháu vẫn chưa đính hôn. Hay là ông nội tìm cơ hội mai mối cho hai đứa, thế nào? Hả? Hàn Nguyệt vô cùng thẹn thùng, mặt đẹp ửng đỏ, dậm chân, ông nội, ông đùa gì vậy? Nhưng Hàn Kim Long lại rất nghiêm túc, ông nội không đùa, Diệp Bắc Minh này quả đúng là nhân tài có thể đào tạo. Y thuật thông thần. Võ đạo thông thần. Hai cái đều tuyệt vời như vậy, còn yêu nghiệt hơn chiến thần Lăng Phong lúc còn trẻ. Nếu như trở thành rể nhà họ Hàn chưa chắc không thể ngồi vững Trung Hải, ngồi ngang hàng với những gia tộc ở Long Đô. Hàn Nguyệt trong lòng cả kinh. Mặc dù ông nội đã già, nhưng tâm trí vẫn mạnh bừng bừng. Hàn Nguyệt im lặng hồi lâu mới nói, ông nội, anh ta vượt qua nguy cơ lần này rồi mới cân nhắc thêm. Chúng ta phải hỗ trợ một chút. Nếu không cả đời yêu nghiệt e rằng sắp không còn nữa, Hàn Kim Long thở dài một tiếng, cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật rễ. Kim Lăng, Vương Như Yên vừa xử lý mọi chuyện trong tầm tay. Biết được chuyện xảy ra ở Giang Nam. Vương Như Yên sững sờ, sau đó không nhịn được lắc đầu, sư đệ đúng là chuyên đi gây rắc rối, quá ngang bướng. Lập tức truyền lệnh của tôi xuống, tập trung nhân lực. Vương Như Yên mặt đầy nuông chiều. Ai dám ra tay với sư đệ của tôi thì phải bước qua ải của Vương Như Yên này rồi nói tiếp. Diệp Bắc Minh mặc kệ hậu quả chấn động mình vừa gây nên,
trực tiếp quay về phủ Diệp. Chuyện xảy ra ngày hôm nay quả thật còn náo động hơn so với cái chết của vua Giang Nam. Nhưng mà đối với người bình thường, căn bản không nghe ra bất kỳ tin tức gì. Anh Bắc Thần, vừa quay về đến cửa phủ Diệp, Chu Nhược Giai liền xông qua, nhào vào ngực anh. Tối qua hai người ngủ cùng nhau. Chu Nhược Giai là vợ chưa cưới của anh, Diệp Bắc Minh trở tay ôm cô. Cô gái yếu đuối, da thịt mềm mại, một mùi hương cơ thể của xử nữ phả vào mặt. Diệp Bắc Minh cười nói, sao hả? Chu Nhược Giai ngẩng đầu lên, chớp mắt, em còn đang muốn tìm anh cùng nhau ăn sáng đây, nhưng không tìm thấy anh đã đi đâu vậy? Không đi đâu cả, giải quyết chút chuyện thôi, Diệp Bắc Minh cười lắc đầu. Vào nhà đi, em nấu chè đậu xanh cho anh rồi, thời tiết nóng như vậy, giải nhiệt mùa hè, Chu Nhược Giai kéo Diệp Bắc Minh, đi về phía cửa lớn phủ Diệp. Lúc này, bên ngoài 100 mét, cửa tiệm cà phê bên đường đối diện. Hạ Nhược Tuyết đứng ở đó, toàn thân run rẩy, nước mắt trong hốc mắt không ngừng rơi xuống. Tôn Thiến ở bên cạnh nổi giận lôi đình, kẻ phụ bạc, tên đàn ông thối tha. Sao, sao anh ta có thể làm như vậy? Tên đàn ông thối tha, quá thối tha. Hôm trước còn ngủ với cậu, hôm nay liền ôm người phụ nữ khác. Ngày hôm qua ở Kim Lăng, Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy Diệp Bắc Minh vội vã rời đi, lo lắng anh xảy ra chuyện. Cả ngày đều mất hồn mất vía. Vì vậy, còn chưa kịp xin nghỉ ở công ty, cô ta đã mua vé tàu cao tốc sớm nhất chạy thẳng đến Giang Nam. Hỏi thăm một hồi, cô ta mới biết, phủ vua Giang Nam đã thành phủ Diệp. Cửa canh phòng nghiêm ngặt, Hạ Nhược Tuyết không dám làm bậy, chỉ có thể ở cửa chờ Diệp Bắc Minh xuất hiện. Diệp Bắc Minh vừa quay về, lúc cô ta muốn đi đến thì nhìn thấy cảnh tượng này. Trái tim Hạ Nhược Tuyết như muốn tan vỡ, nước mắt rơi tí tách, cô ta cắn môi không nói một lời. Cậu khóc gì nữa? Tôn Thiến tức giận. Đúng là kẻ phụ bạc, vừa thả thính cậu, vừa ở bên một người phụ nữ khác. Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, tớ biết cô gái kia, Chu Nhược Giai. Bạn cấp 3 của chúng ta, hình như tớ nghe nói Bắc Minh có hồn ước với cô ta. Không ngờ là thật. Tôn Thiến càng tức giận, cái gì? Anh ta có hồn ước với người khác mà còn qua thả thính cậu. Tên khốn này, đi, chúng ta đi nói chuyện với anh ta. Hạ Nhược Tuyết lập tức hoảng hốt, không ngừng lắc đầu, không được, không, tớ không muốn. Cô ta không biết dùng thân phận gì để đối mặt với Diệp Bắc Minh. Nhược Tuyết, cậu sợ cái gì? Tôn Thiến rất giận dữ, cậu đâu kém hơn Chu Nhược Giai kia. Cậu da trắng xinh đẹp chân dài, ngày xưa hồi đi học, người theo đuổi cậu xếp hàng dài từ Trung Hải đến Long Đô. Không được, tớ nuốt không trôi cục tức này. Bạn tốt của Tôn Thiến tớ không thể bị tên xấu xa như vậy phụ lòng, Tôn Thiến tính khí nóng nảy, ngực phập phồng vì kích động. Hạ Nhược Tuyết sống chết không chịu đi tìm Diệp Bắc Minh. Hai người lôi kéo nhau ở cửa quán cà phê. Đúng lúc này, mấy người đàn ông xuất hiện, vây xung quanh hai người. Một người đàn ông trong số đó bật cười, nói giọng Đông Doanh, hai cô gái, theo chúng tôi đi một chuyến. Mấy người là ai? Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến mặt đầy cảnh giác. Sắc mặt mấy người đàn ông trắng bợt, vừa nhìn liền biết hiếm khi xuất hiện dưới ánh mặt trời. Trên cổ tay bọn họ còn có hình xăm ký hiệu đặc thù. Người đàn ông Đông Doanh nhếch miệng cười, đi theo chúng tôi thì biết. Chạy mau! Hạ Nhược Tuyết cảm nhận thấy nguy hiểm, hét lớn một tiếng. Nhưng hai cô gái tốc độ đâu có nhanh bằng đám ninja của Đông Doanh. Hai người trong nháy mắt đã bị bắt cóc, ném lên chiếc xe thương vụ vừa lao đến, nhanh chóng rời đi. Một người phụ nữ phóng nhanh ra khỏi quán cà phê, vóc dáng cô ta mảnh khảnh giống như một con miêu nữ. Chính là nữ binh vương của Long Tổ, Ngư Ấu Vi. Cô ta tra được một vài tin tức, vốn định đến thông báo cho Diệp Bắc Minh. Sau đó nhân tiện giải quyết vấn đề ngân châm trong cơ thể cô ta. Không ngờ gặp phải cảnh tượng như vậy. Ninja Đông Doanh. Sắc mặt Ngư Ấu Vi biến đổi, bọn họ thật to gan, sao lại dám bắt người giữa ban ngày. Mấy cô gái kia hình như quen Diệp Bắc Minh. Làm sao đây, các cô ấy gặp nguy hiểm rồi. Ngư Ấu Vi suy tư trong chốc lát, lẩm bẩm cứu bọn họ, xem như để Diệp Bắc Minh nợ mình một ân huệ, vậy thì mình cũng có một con bài thương lượng trong tay, có thể bắt anh ta lấy ngân châm ra khỏi cơ thể mình. Cô ta lên chiếc xe bên cạnh, đạp ga đi theo sau. Tốc độ của người Đông Doanh rất nhanh, lướt qua tất cả các camera giám sát, đi thẳng đến ngoại thành Giang Nam.
Nơi này là một nhà máy nước bỏ hoang. Ngư ấu vì giấu xe, đi theo phía sau, sâu vào trong xưởng tôn cỏ mọc tùm. Ngư ấu vì người nhẹ như yến, trực tiếp leo lên đỉnh xưởng tôn, nhìn xuống phía dưới. Cô ta là nữ binh vương. Năng lực điều tra rất mạnh. Trên đường đi có 7-8 trạm gác công khai, trạm gác ngầm cũng có 4-5 cái. Trong xưởng có hơn 30 người, tất cả đều là ninja đông doanh. Bọn họ muốn làm gì, sắc mặt ngư ấu vì chăm chú. Lúc này, mấy người đông doanh kia đã túm được hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến đi đến trước mặt một người đàn ông trung niên đông doanh. Ông ta mặc trang phục ninja, sau lưng có hai thanh kiếm samurai vắt chéo. Đại nhân, phòng thủ của phủ Diệp rất mạnh, chỉ ở vòng ngoài thôi cũng có mấy chục võ giả cấp thiên. Bên trong phủ Diệp còn có một tông sư võ đạo trấn giữ. Ba ninja của chúng ta đi vào cũng giết chết, người đến bẩm báo, đẩy Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến lên phía trước, hai người phụ nữ này hình như có liên quan đến Diệp Bắc Minh. Chúng tôi tiện tay bắt bọn họ về. Người đàn ông đông doanh liếc mắt nhìn Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến, cười gằn một tiếng, các cô có quan hệ gì với Diệp Bắc Minh? Liên quan gì đến ông? Tôn Thiến nổi giận lôi đình, còn chưa hiểu hết tình thế, các người đang làm cái quái gì vậy? Ăn mặc sao giống cướp biển thế? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.